Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 157. Cô gái váy trắng nhíu mày, đó là thứ đồ chơi gì? Lão già áo đen nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, với thực lực của cô nương, chắc chắn không thể chưa từng nghe tới nước thiên yêu. Cô gái váy trắng nhìn lão già áo đen, nước thiên yêu ở đâu? Chỉ hướng cái coi. Chỉ hướng cái coi. Nghe thấy câu này của cô gái váy trắng, tiểu tháp bên trong cơ thể Diệp Huyên bỗng thốt lên, lấy một chọi trăm kìa. Sắc mặt của Dữ Mục bỗng biến đổi, Mộ Thúc, không được nói. Thực lực của nàng ta đã vượt qua cả khả năng nhận biết của chúng ta, không thể để nàng ta tới nước thiên yêu được. Lão già áo đen trầm giọng cất lời, cô nương, để lại một con đường sau này mới dễ nói chuyện. Nhưng cô gái váy trắng vẫn chỉ lắc đầu, thứ ta thích chính là vĩnh viễn không nhìn thấy. Dứt lời, nàng liền muốn ra tay. Lúc này, Dữ Mục ở một bên vội vàng nói, tiền bối, ta đã trả giá lớn như kia rồi, lẽ nào vẫn còn chưa đủ sao? Cô gái váy trắng gật đầu, thật ra, đủ rồi. Dữ Mục hơi ngẩn ra, sau đó nói, vậy vì sao cô? Cô gái váy trắng liếc Dữ Mục, ta vẫn chưa giết thoải mái. Còn chưa giết thoải mái. Nghe xong câu này, tất cả đám người có mặt đầu sững sờ. Nàng ta vẫn chưa giết thoải mái á. Nhưng nàng ta giết bao nhiêu người thế kia rồi mà. Diệp Huyên cũng ngỡ ngàng. Suy nghĩ này của Thanh Nhi có vẻ hơi nguy hiểm. Dữ Mục nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, sau đó quay sang Diệp Huyên, Diệp công tử, mạng của ta có thể kết thúc mọi chuyện được không? Giờ phút này, nàng ta cũng coi như hiểu sơ sơ rồi. Nàng ta không còn muốn nói chuyện đạo lý hay nhân nghĩa gì đó với cô gái váy trắng nữa, vì chẳng có tác dụng gì hết. Chẳng có tác dụng gì hết. Người duy nhất ở nơi này có thể khiến cô gái váy trắng này thay đổi chủ ý chỉ có một mình Diệp Huyên mà thôi. Nghe xong lời Dữ Mục nói, Diệp Huyên bỗng trầm mặc. Dữ Mục lại nói, không muốn gây họa tới người nhà. Diệp Huyên đột nhiên nói, Dữ Mục cô nương, cô đi đi. Dữ Mục nghe thấy vậy liền sửng sốt. Cho mình đi ư. Diệp Huyên cười nói, lẽ nào cô không muốn sống hả? Dữ Mục nhìn Diệp Huyên, vì sao? Diệp Huyên cười nói, Dữ Mục cô nương, cô và ta có thù hận thâm sâu gì đó hả? Dữ Mục lắc đầu, không có. Nhưng ngươi không sợ ta về tới nhà rồi gọi người tới báo thù sao? Diệp Huyên cười ha ha, Thanh Nhi nhà ta là vô địch đấy, nếu các người muốn báo thù thì cứ việc tới tìm muội ấy. Dữ Mục. Cô gái váy trắng liếc Dữ Mục một cái, đi đi. Dứt lời, nàng liền mở lòng bàn tay ra, kiếm quang chỉ giữa trán Dữ Mục lập tức quay về trong tay nàng. Dữ Mục nhìn về phía Diệp Huyên, đa tạ. Nói rồi, nàng ta quay lưng rời đi. Vừa đi được mấy bước, Dữ Mục đột nhiên dừng bước. Nàng ta quay người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, sau này mà công tử có rảnh, xin được mời công tử tới thiên yêu một chuyến. Diệp Huyên cười nói, được thôi. Dữ Mục khẽ gật đầu, cáo từ. Dứt lời, nàng ta liếc cô gái váy trắng một cái, sau đó quay lưng rời đi cùng mộ lão kia. Nơi cuối tinh không? Dữ Mục quay đầu nhìn lại, trong mắt là sự nặng nề trước giờ chưa từng xuất hiện. Lâm Mộ ở bên cạnh nàng ta bỗng trầm giọng cất lời, nhà đầu, cô gái kia là ai? Dữ Mục lắc đầu, không biết. Lâm Mộ nhìn thoáng qua nguyên giới đằng xa, nói khẽ thực lực của nàng ta không hề tầm thường, có điều. Nói tới đây, khóe miệng hắn ta bỗng cong lên thành nụ cười lạnh, nàng ta lại dám coi thường nước thiên yêu, đúng là quá mức cuồng vọng. Xoẹt! Một sợi kiếm quang xuyên thủng giữa trán Lâm Mộ không hề báo trước. Trong chớp mắt, Lâm Mộ đã biến mất. Bị xóa sổ rồi. Nhìn thấy Lâm Mộ bị xóa sổ, cả người Dữ Mục lập tức choáng váng. Hình một. Ngay cả Lâm Mộ cũng bị giết trong nháy mắt. Lâm Mộ này hơn nàng ta hai cảnh giới đấy. Nhưng lại dễ dàng bị xóa để như vậy. Thế gian này còn có người nào có thể cản được một kiếm của người phụ nữ này sao? Dữ Mục không nghĩ nhiều nữa, xoay người rời đi. Chớp mắt đã biến mất khỏi tận cùng tinh không này. Mà đi không bao lâu, một ông lão áo bảo xám xuất hiện trước mặt Dữ Mục. Ông lão áo bảo xám nhìn Dữ Mục, đã xảy ra chuyện gì, vì sao Lâm Mộ ngã xuống. Dữ Mục hít sâu một hơi,
sau đó kể lại chuyện trước đó một lần. Một lát sau, ông lão áo bào xám nheo mắt lại, thế giới kia thật sự có suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Nghe vậy, sắc mặt Dữ Mục bỗng nhiên thay đổi, trưởng lão, ngươi. Cổ trưởng lão khẽ nói, Thiên Yêu Quốc đã biết chuyện nguyên giới kia có suối nguồn vĩnh sinh cấp thần, mà không chỉ Thiên Yêu Quốc, ngay cả Tiểu Động Thiên và cổ giới cũng đã biết rồi. Dữ Mục trầm giọng nói, không nên động đến suối nguồn vĩnh sinh cấp thần kia. Cổ trưởng lão nói, mọi người sẽ không từ bỏ. Nói xong, ông ta chợt dừng lại, sau đó lại nói, bao gồm Thiên Yêu Quốc ta. Nghe vậy, Dữ Mục chậm rãi nhắm hai mắt lại. Xong rồi. Đây là suy nghĩ lúc này của nàng ta. Nguyên giới. Bên cạnh Diệp Huyên, sắc mặt cô gái váy trắng bình tĩnh, ở đầu ngón tay nàng, một sợi kiếm quang lặng lẽ xuất hiện rồi biến mất. Diệp Huyên đi đến trước mặt người đàn ông áo xanh, cười nói cha, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Người đàn ông áo xanh cười nói, quả thật không ngờ. Diệp Huyên trầm giọng nói, cha và thần miếu này. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, còn quan trọng hơn 10 cái thần miếu. Nghe vậy, chợt có một dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng Diệp Huyên. Hắn biết, sở dĩ vừa rồi cha mình không đối chọi gay gắt với Thanh Nhi, cũng không phải vì sợ Thanh Nhi, mà là không muốn mình khó xử. Thanh Nhi cũng vậy. Nếu không, với tính tình của muội ấy, e rằng đã trực tiếp đánh với cha mình rồi. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên lại vội hỏi, cha, đại ca thì sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, hắn vẫn đang chờ ta. Diệp Huyên chớp chớp mắt, hai người muốn đi đâu? Người đàn ông áo xanh cười ha ha một tiếng, một nơi rất xa. Diệp Huyên im lặng, cha lại đang nhử mình đây mà. Người đàn ông áo xanh cười nói, ta đột nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện. Diệp Huyên hơi tò mò, chuyện gì? Người đàn ông áo xanh khẽ vỗ bả vai Diệp Huyên, trước kia cha con đã trải qua quá nhiều trắc trở, vì vậy có được thành tựu ngày hôm nay. Cho nên, ta cũng muốn nuôi thả con, để con trải qua nhiều trắc trở hơn chút. Nói xong, y lắc đầu cười, thật ra suy nghĩ này của ta sai rồi. Diệp Huyên hơi không hiểu, vì sao sai? Người đàn ông áo xanh cười nói, con biết ông nội con không? Diệp Huyên lắc đầu. Người đàn ông áo xanh khẽ nói, ông ấy rời đi từ sớm. Rời đi từ sớm. Diệp Huyên sửng sốt. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, thật ra ta không trách ông ấy. Nói xong, y lại vỗ vỗ bả vai Diệp Huyên, sau khi chuyện ở nơi này kết thúc, con đi đến cổ giới một chuyến, nơi đó có cao thủ mạnh nhất so với cảnh giới hiện có của vùng vũ trụ này. Không phải con vẫn luôn muốn biết thực lực của ba người chúng ta mạnh như thế nào hay sao? Chờ con vượt qua cảnh giới hiện có của vùng vũ trụ này, con sẽ dần dần biết được. Cổ giới. Diệp Huyên trầm giọng nói cha, gần đây con mới thoải mái hơn chút, trước đây con đều rất thê thảm, cha cũng đừng lừa con. Người đàn ông áo xanh sầm mặt lại, ta từng lừa con sao? Diệp Huyên vội vàng gật đầu. Người đàn ông áo xanh cười ha hả, nhóc con láu cá này. Diệp Huyên cười nói cha, ông nội là người như thế nào? Người đàn ông áo xanh im lặng một lát rồi nói, ông ấy là một người rất tốt, đối xử với cha con rất tốt, đối xử với bà nội con còn tốt hơn. Nói xong, y mỉm cười, con hạnh phúc hơn cha con. Diệp Huyên không nói gì. Hắn biết, cha từng nếm trải rất nhiều đau khổ. Từ huyết mạch phong ma là có thể nhìn ra được. Đoán chừng trước kia cha cũng không phải người hiền lành gì. Người đàn ông áo xanh đột nhiên nói, không rông dài nữa. Cha đi đây, chúng ta ở nơi đó chờ con. Hình một. Nói xong, y liếc nhìn thiên mệnh, đi trước một bước. Nói xong, y trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, Thanh Nhi, muội cũng muốn đi sao? Cô gái váy trắng gật đầu. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, các muội muốn đi đâu? Cô gái váy trắng khẽ lắc đầu, không nói cái này nữa, lần này tới là muốn gặp huynh một lần, đồng thời dẫn huynh đến một nơi. Diệp Huyên hơi tò mò, nơi nào? Cô gái váy trắng nói, đi thôi. Diệp Huyên vội nói, đợi đã. Nói xong, hắn nhìn về phía Gia Nguyên, Gia Nguyên tiền bối, tạm biệt.
Gia Nguyên do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ta muốn giao linh sơ cho ngươi. Diệp Huyên sững sờ, sau đó nói, Gia Nguyên tiền bối, ngươi đây là. Gia Nguyên lại lắc đầu, thiếu chủ, ngươi đừng từ chối vội. Đối với gia tộc ta bây giờ thì linh mạch cấp thần cũng không phải chuyện tốt gì. Vật này ở đây chính là một tai họa cực lớn, các ngươi có thể giúp chúng ta một lần hai lần, nhưng không thể giúp chúng ta cả đời. Sức hấp dẫn của linh sơ quá lớn, để nàng ở lại gia tộc ta không có thực lực bảo vệ nàng. Hơn nữa, nàng ở lại nơi này cũng không được lợi ích gì. Còn nữa, chính bản thân linh sơ cũng muốn đi cùng ngươi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía linh sơ ở cách đó không xa, linh sơ cười hì hì một tiếng, ta có thể đi theo ngươi không? Nàng ở lại nơi này đã không thể nào thăng cấp được nữa, muốn thăng cấp nữa, chỉ có một biện pháp, đó chính là gặp Tiểu Bạch. Mà chỉ có đi theo Diệp Huyên mới có thể gặp được Tiểu Bạch. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ngươi thật sự bằng lòng đi theo ta sao? Linh sơ vội vàng gật đầu. Diệp Huyên cười nói, vậy thì đi theo ta. Rõ ràng Linh sơ rất hưng phấn, trực tiếp hóa thành một con rồng nhỏ màu tím trắng bay đến trên cánh tay Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên đồng ý mang Linh sơ đi, Gia Nguyên cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thần vật này, hắn ta muốn giữ lại, nhưng hắn ta cũng rõ ràng, gia tộc không giữ nổi. Bởi vì nói không chừng bây giờ đã có không biết bao nhiêu thế lực bí ẩn để ý đến nơi này rồi. Diệp Huyên liếc nhìn Linh Sơ, sau đó nhìn về phía Gia Nguyên, cười ha hả, Gia Nguyên tiền bối bảo trọng. Cả Gia Hòa cô nương nữa, cô cũng bảo trọng. Gia Hòa nhìn Diệp Huyên, người bảo trọng. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn và cô gái váy trắng biến mất khỏi nơi này. Hình 1. Sau khi cô gái váy trắng và Diệp Huyên rời đi, Gia Nguyên khẽ nói, cô gái thật khủng khiếp. Mọi người còn lại rối rít gật đầu. Lúc này, Nguyên Thanh của Nguyên gia đột nhiên nói, hai đại ca, có hứng thú đi nguyên giới một chuyến hay không? Nguyên Yếm lập tức nói, đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nguyên Hưu kia cũng cười ha hả nói, đi. Một bên khác, Tiêu Quyết kia nhìn Diệp Huyên và cô gái váy trắng dần biến mất ở nơi xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gia Hòa nhìn về nơi xa, như có điều suy ngẫm. Gia Nguyên, Tiêu Lâm và Nguyên Khâu đưa mắt nhìn nhau, trong mắt ba người đều mang theo ý cười. Bọn họ biết, thế hệ trẻ tuổi của ba gia tộc bọn họ đều muốn ra ngoài sông pha. Đối với bọn họ, đây tất nhiên là một chuyện tốt. Trong một tinh không không biết tên, cô gái váy trắng mang theo Diệp Huyên chậm rãi bước đi. Nhìn có vẻ rất chậm, nhưng thật ra rất nhanh. Chỉ là Diệp Huyên không cảm nhận được. Không lâu sau, cô gái váy trắng đột nhiên dừng lại. Lúc này, chợt có một cô gái từ nơi xa lại gần. Nữ đế. Trang Vị Nhiên. Nhìn thấy Diệp Huyên, Trang Vị Nhiên hơi ngẩn người, là ngươi. Diệp Huyên vội nói, chào tiền bối. Trang Vị Nhiên gật đầu, nàng ta nhìn về phía cô gái váy trắng, cô gái váy trắng nói, đi tìm hắn ta đi. Giới này, về sau ta canh giữ. Trang Vị Nhiên im lặng một lát, sau đó nói, được. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất khỏi nơi này. Cô gái váy trắng tiện tay vung lên, một sợi kiếm quang xuất hiện ở xung quanh. Diệp Huyên thoáng nhìn sợi kiếm quang này, hắn biết, không có sự đồng ý của cô gái váy trắng, không có bất kỳ người nào bên ngoài có thể tiến vào nơi này. Cô gái váy trắng mang theo Diệp Huyên biến mất khỏi nơi này. Chỉ chốc lát, cô gái váy trắng mang theo Diệp Huyên đi đến trước một tòa thành nát. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, khẽ nói, nơi này là. Cô gái váy trắng nói, đã từng là nhà của chúng ta. Đã từng là nhà. Diệp Huyên ngây ngẩn cả người. Cô gái váy trắng kéo tay Diệp Huyên đi vào trong thành. Sau khi đi vào trong thành, lúc này Diệp Huyên mới phát hiện, đây là một toàn thành trống không. Hình 1. Không có bất kỳ hơi thở sinh mạng nào. Trong thành tan hoang không chịu nổi, một số kiến trúc đều đã mục nát, rõ ràng nơi này đã trải qua vô số năm tháng. Cô gái váy trắng kéo Diệp Huyên đi đến trước một phủ đệ đã bị mạng nhện răng đầy, mà xung quanh phủ đệ cỏ dại cũng đã mọc cao đến mấy trượng. Cánh tay cô gái váy trắng khẽ vung lên, những cỏ dại và mạng nhện kia lập tức biến mất không còn, cả tòa phủ đệ rực rỡ hẳn lên.
Cô gái váy trắng quay đầu nhìn Diệp Huyên, có phải cảm thấy rất xa lạ hay không? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái váy trắng khẽ nói, đó cũng là bình thường. Bởi vì ta phong ấn ký ức của huynh rồi. Ký ức? Diệp Huyên kinh ngạc nhìn cô gái váy trắng, phong ấn ký ức của ta. Cô gái váy trắng gật đầu, ký ức thời niên thiếu của huynh bị ta phong ấn rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, vì sao? Cô gái váy trắng nói, trước kia tuổi huynh quá nhỏ, không thể tiếp nhận những ký ức không tốt đó, vì vậy ta phong ấn ký ức của huynh. Mà bây giờ, huynh có thể tiếp nhận những ký ức kia rồi. Nói xong, cánh tay nàng khẽ vỗ lên bả vai Diệp Huyên. Huynh! Một sợi kiếm quang ở sâu trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên bay ra. Mà trong khoảnh khắc này, vô số ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu Diệp Huyên. Trong một tòa phủ đệ, một bé trai đang cõng một bé gái chạy khắp nơi, trong tay bé gái trên lưng bé trai cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ, nàng không ngừng vung vẩy, cười giống như chuông đồng, vô cùng vui vẻ. Một lát sau, dường như bé trai hơi mệt, hắn đặt bé gái xuống. Bé trai tựa vào tảng đá bên cạnh, đầu đầy mồ hôi. Nhưng nụ cười trên mặt hắn lại rất rực rỡ. Bé gái ngồi trên đùi bé trai, cười ngọt ngào ca, ta biểu diễn kiếm pháp ta mới học được cho huynh xem. Nói xong, chân nhỏ của nàng đạp một cái, lộn ngược ra sau, tay nhỏ cầm kiếm gỗ khẽ đâm về phía trước một nhát, sau đó, lại thuận thế khẽ vạch một phát, tiếp sau đó sải bước lên trước, kiếm trong tay vung lên. Rất chậm, nhưng ra hình ra dạng. Đúng lúc này, chợt có tiếng giễu cợt từ bên cạnh vang lên, đúng là đồ bỏ đi. Nghe vậy, bé gái dừng lại, nàng quay đầu nhìn sang, cách đó không xa có một nhóc mập mạp nhìn bé gái, cười khẩy nói, kiếm pháp này của ngươi không có chút huyền khí nào. Ồ, xin lỗi, ta quên mất, ngươi trời sinh phế thể, căn bản không cách nào tu luyện huyền khí. Đúng lúc này, bé trai vốn đang ngồi dưới đất đột nhiên nhảy dựng lên, hắn nhanh như chớp nhảy đến trước mặt nhóc mập mạp. Nhóc mập mạp còn chưa kịp phản ứng, hắn đã giơ chân đá vào háng nhóc mập mạp. A! À. Nhóc mập mạp trợn trắng hai mắt, miệng há to đủ để nhét một quả trứng gà. Bé trai cũng không buông tay, hắn ngẩng đầu nhìn nhóc mập mạp, xin lỗi muội muội ta. Cả người nhóc mập mạp căng cứng, hắn run giọng nói, đánh người không đánh trứng, ngươi, buông tay ra trước. Bé trai tức giận nói, xin lỗi. Nhóc mập mạp vội nói, xin lỗi ta, sai rồi. Bé trai tức giận nói, chỉ xin lỗi là xong rồi sao? Nhóc mập mạp hơi mờ mịt, ta, ngươi. Bé trai liếc nhìn túi tiền nhỏ bên hông nhóc mập mạp, bồi lỗi nhận lỗi, ngươi nhận lỗi rồi, nhưng vẫn chưa bồi lỗi. Nhóc mập mạp tức giận nói, ngươi đây là cướp. Tay bé trai hơi dùng sức. A! À. Nhóc mập mạp lập tức phát ra tiếng hét thảm. Hắn vội vàng nói, bồi, ta bồi. Nói xong, hắn gỡ túi tiền bên hông xuống đưa cho bé trai. Bé trai nhận lấy túi tiền, sau đó quay người cõng bé gái lên rồi chạy biến. Sau lưng, nhóc mập mạp giận đến run người gầm thét, quân ăn cướp, đồ mặt dày, đánh người đánh trứng, không có võ đức. Nơi xa, bé trai cõng bé gái chạy băng băng. Sau đó, bé gái khẽ nói ca. Vì sao các huynh đều có thể tu luyện huyền khí, ta lại không thể? Bọn họ nói cả đời ta cũng không thể trở thành một huyền giả, là thật sao? Bén trai lập tức trả lời, nói bậy. Bé gái khẽ nói, vậy sao các huynh có thể tu luyện huyền khí, mà ta lại không thể? Bé trai im lặng một lát rồi nói, bởi vì thể chất của muội muội là phế, là thể chất phàm nhân. Bé gái nghiêng đầu nhìn gò má bé trai, thể chất phàm nhân. Bé trai gật đầu, đúng, thể chất phàm nhân. Bé gái nói, thể chất phàm nhân là cái gì? Bé trai suy nghĩ, sau đó nói, chính là thể chất của người bình thường. Bé gái hơi không hiểu, không phải thể chất của người bình thường rất bình thường sao? Bé trai im lặng một lát rồi lại nói, chính là bởi vì rất bình thường nên mới rất lợi hại. Bé gái vẫn còn không hiểu, vì sao vậy? Bé trai suy nghĩ hồi lâu. Sau đó nói, bởi vì thể chất bình thường đại diện cho khả năng vô hạn. Bé gái lại hỏi, ca, đây là ai nói cho huynh? Bé trai nói, ta chém. Nói đến đây, hắn vội đổi lời, khi ta nằm mơ, lão tổ nói cho ta.
Bé gái khẽ gật đầu, à. Lúc này, bé trai đột nhiên nói, cho dù như thế nào ca cũng sẽ luôn bảo vệ Thanh Nhi. Bé gái cười ngọt ngào, nàng giơ hai tay vòng qua cổ bé trai, sau đó vùi đầu ở trên lưng bé trai, ca, huynh sẽ luôn bảo vệ ta sao? Bé trai gật đầu, sẽ, trừ phi. Bé gái hơi căng thẳng, vội hỏi, trừ phi cái gì? Bé trai nói, trừ phi ta chết. Trí nhớ ùa về như thủy triều, nhưng không hung mãnh, chỉ có ấm áp. Giờ phút này, đã hiểu rõ tất cả những chuyện giữa Thanh Nhi và hắn hồi nhỏ. Mà thời điểm ấy, Thanh Nhi vẫn còn chỉ là một cô bé hồn nhiên ngây thơ, mục tiêu cả đời của nàng chính là trở thành một kiếm tu. Mà hết thảy, đều bởi vì một sự kiện mà thay đổi. Thiên đạo bất nhân. Lần đó, thiên đạo diệt thế. Cũng đang là bởi vì lần thiên đạo diệt thế kia, vận mệnh của chàng trai và cô bé đều bị thay đổi. Bên trong phủ đệ. Sau một hồi lâu, Diệp Huyên từ từ mở mắt, mặt hắn không biết từ bao giờ đã đẫm nước mắt, giờ phút này, hắn đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Bao gồm cả chuyện trong sơn động. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cô gái váy trắng, Thanh Nhi. Cô gái váy trắng kéo tay Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, huynh. Diệp Huyên nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Nhi, huynh muội hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy. Mà giờ phút này trong lòng Diệp Huyên, trên má cô gái váy trắng đã chảy dài hai dòng nước trong veo. Ngay lúc này, người anh trước mặt mới là hoàn chỉnh nhất. Sau một hồi, Diệp Huyên và Thanh Nhi ngồi trước phủ đệ, Diệp Huyên nhìn phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói, Thanh Nhi, muội phải đi rồi. Thanh Nhi gật đầu, nếu huynh không muốn ta đi. Ta sẽ không đi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, các muội đã phát hiện thế giới mới, đúng không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, thế giới mới kia có thể khiến các muội đều cảm thấy hứng thú, khẳng định là rất mạnh, đúng không? Thanh Nhi vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là có một chút hứng thú. Có một chút hứng thú. Hình 1. Diệp Huyên cười khổ. Thế giới có thể khiến Thanh Nhi và cha còn có đại ca cảm thấy hứng thú, chắc chắn không phải thế giới bình thường. Thanh Nhi đột nhiên nắm chặt tay Diệp Huyên, nàng nhìn Diệp Huyên, nếu huynh không muốn ta đi, ta sẽ ở lại. Diệp Huyên không trả lời vấn đề này, mà hỏi Thanh Nhi, sở dĩ muội và đại ca còn có cha không có đánh nhau, là bởi vì ta, đúng không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, nếu thật sự đánh, muội có nắm chắc không? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, ta vô địch. Vô địch. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười ha ha. Hắn biết, nếu hắn hỏi đại ca và cha, đoán chừng bọn họ cũng sẽ trả lời như vậy. Ba người họ rốt cuộc ai mạnh hơn, thật sự chỉ có đánh mới biết được. Diệp Huyên lại nói, Thanh Nhi, nếu các muội đánh nhau, là phải phân sống chết, đúng không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên tiếp tục nói, sở dĩ muội và cha không động thủ, là bởi vì ta. Nói cách khác, ta ở vũ trụ mênh mông này, kỳ thức vẫn còn rất yếu, đúng không? Thanh Nhi hơi do dự, sau đó nói, không yếu như vậy. Diệp Huyên lắc đầu cười, trong lòng hơi ấm áp. Hắn xem như đã phát hiện. Ngoài hắn ra, trong mắt Thanh Nhi người đời đều rất yếu. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn dựa vào thềm đá phía sau. Hai tay gối đầu, sau đó nói, Thanh Nhi, muội đi đi. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, đi theo muội và cha, ta vĩnh viễn sẽ không thể mạnh hơn hai người. Thanh Nhi trầm lặng. Diệp Huyên đứng lên, hắn nhìn ánh chiều tà phía xa xa nơi chân trời, cười nói, Thanh Nhi, ta phải trở nên mạnh hơn cả các muội. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, hỏi, vì sao? Diệp Huyên cười nói, chỉ có ta trở nên mạnh hơn ba người mới không đánh nhau, cũng sẽ không phải phân sống chết. Thanh Nhi trầm lặng. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Nhi, cười nói, muội tin ta không? Thanh Nhi gật đầu, tin. Diệp Huyên cười ha ha. Đây là lần đầu tiên hắn nảy ra ý nghĩ muốn vượt qua ba người Thanh Nhi, bởi vì hắn biết, nếu hắn không vượt qua ba người bọn họ cuối cùng có thể sẽ tự giết lẫn nhau. Ba người bọn họ đều đã vô địch, chỉ có thể quyết chiến một trận sống chết với đối phương, mới có thể phân ra thắng bại, hoặc là vượt qua chính mình. Trừ phi, ba người bọn họ gặp được người càng mạnh hơn.
nếu không có người mạnh hơn, ba người bọn họ tất sẽ có một trận sinh tử. Hắn không muốn nhìn thấy ngày đó. Thanh Nhi đột nhiên nói, không cần ép chính mình, cho dù huynh không vô địch thế gian, ta cũng sẽ ở bên cạnh huynh, vĩnh viễn bảo vệ huynh. Diệp Huyên lắc đầu cười, không, Thanh Nhi, muội không nên vì ta mà ngăn bước chân của mình. Nói xong, hắn nắm lấy tay Thanh Nhi, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn, theo kịp bước chân của muội. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, có thể sẽ rất khó. Diệp Huyên cười ha ha, không sao, ta cảm thấy ta có thể theo kịp, bởi vì Tiểu Tháp nói ta có cái gì vầng sáng gì đó. Tiểu Tháp. Thanh Nhi chớp chớp mắt, vầng sáng. Diệp Huyên vội vàng gật đầu, chính là cái gì? À đúng rồi, là cái gì mà vầng sáng nam chủ? Thanh Nhi mở lòng bàn tay ra, Tiểu Tháp xuất hiện trong tay nàng, Tiểu Tháp cười gượng gạo, Thiên Mệnh tỷ tỷ. Ta nói linh tinh đấy. Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Tiểu Tháp, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, Tiểu Tháp này có chút không đứng đắn, đừng tán gẫu với nó. Diệp Huyên. Tiểu Tháp. Thanh Nhi trả Tiểu Tháp lại cho Diệp Huyên, ta sẽ chờ huynh, bao lâu cũng sẽ chờ. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ không để các ngươi đợi lâu đâu. Thanh Nhi gật đầu, được. Diệp Huyên đột nhiên nói, Thanh Nhi, ta có thể thỉnh giáo muội một vài vấn đề không? Thanh Nhi gật đầu, được. Diệp Huyên vội vàng hỏi, Thanh Nhi, nhất kiếm định sinh tử của muội, điều chú trọng là một sát thế, đúng không? Thanh Nhi gật đầu, phải. Diệp Huyên trầm giọng nói cách khác, sát thế càng mạnh, uy lực càng lớn, đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, huynh chỉ nói đúng một nửa. Diệp Huyên nhìn về phía Thanh Nhi, nói như thế nào? Thanh Nhi nói, sát thế là do hai bộ phận tạo thành, thứ nhất là sát niệm nổi lên, liền có sát tâm, trong lòng có sát niệm, thứ hai là sát ý, có sát niệm và sát tâm thì có thể ngưng thành ý, cũng chính là sát ý, mà sát ý có thể tụ thế. Diệp Huyên trầm giọng nói, sát thế càng mạnh, uy lực của kiếm lại càng lớn, đúng không? Thanh Nhi lại lắc đầu, là sát niệm càng mạnh, sát tâm lại càng mạnh, sát tâm càng mạnh, sát ý lại càng mạnh, mà sát ý càng mạnh, sát thế được ngưng tụ lại càng mạnh. Nòng cốt là sát niệm. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, kiếm hành đạo xuất hiện trong tay nàng. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, huynh biết làm thế nào để sát niệm mạnh không? Diệp Huyên trầm giọng nói, giết người. Thanh Nhi gật đầu, giết một là tội, giết vạn lại thành anh hùng, giết 900 vạn, là anh hùng trong anh hùng. Giết người càng nhiều, sát niệm sẽ càng mạnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, Thanh Nhi, sát niệm có thể đạt tới trình độ nào? Thanh Nhi nói, vô hạn. Diệp Huyên sửng sốt, vô hạn. Thanh Nhi gật đầu, chỉ cần ta muốn, một ý niệm có thể giết sạch hàng triệu vũ trụ. Diệp Huyên. Bên cạnh Diệp Huyên, Tiểu Tháp lập tức trốn vào trong tháp giới ngục. Thiên Mệnh tỷ tỷ này thật sự là rất nguy hiểm. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, huynh hiện tại là đăng thiên cảnh. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thanh Nhi vung nhẹ cánh tay phải ngọc ngà, trong nháy mắt, bốn phía xuất hiện hàng trăm nghìn dòng thời gian duy độ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyên lập tức sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, những dòng thời gian duy độ này đều là dòng thời gian duy độ của chính Thanh Nhi, không phải của trời đất. Mà lúc trước hắn nhìn thấy người ngưng tụ nhiều nhất cũng chỉ 8-9 dòng. Thanh Nhi có thể ngưng tụ mấy trăm nghìn dòng, thật quá khoa trương rồi. Khoa trương đến không bình thường. Thanh Nhi đột nhiên nói, còn có thể nhiều hơn. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhiều hơn là bao nhiêu? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, vô hạn. Vô hạn. Diệp Huyên ngẩn người. Thanh Nhi nói, bất kỳ cảnh giới nào, cũng đều có thể vô hạn. Diệp Huyên trầm giọng nói cách khác, một cảnh giới có thể tu luyện cả đời. Thanh Nhi gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng mà, sau khi huynh đạt tới vô hạn, sự vô hạn này cũng sẽ không có ý nghĩa nữa. Cho nên, đến lúc đó huynh có thể đi đến cảnh giới tiếp theo. Diệp Huyên có chút khó hiểu, đạt tới vô hạn. Thanh Nhi gật đầu, ví dụ như ta bây giờ là đăng thiên cảnh có thể ngưng tụ thời gian duy độ, mà ta đã có thể ngưng tụ thời gian duy độ một cách vô hạn, trong trường hợp này, ta đã đạt tới vô hạn, cho nên, cảnh giới này đối ta mà nói, đã không có ý nghĩa. Diệp Huyên trầm giọng nói, Thanh Nhi,
Ngoài muội ra, còn có người có thể làm được vô hạn trong cảnh giới không? Thanh Nhi lắc đầu, đến nay chưa từng gặp qua. Diệp Huyên nhíu mày, người sáng tạo ra cảnh giới này cũng không thể. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, người sáng tạo ra đăng thiên cảnh không bằng một phần triệu của ta. Nói xong, nàng cau mày, lại nói, không đúng, người này có tài cán gì mà so với ta. Diệp Huyên nghe đến trợn mắt há mồm. Hắn đã hoàn toàn ngây người. Thanh Nhi đã vượt qua người sáng tạo ra cảnh giới này. Nàng phải khủng bố đến mức nào? Lúc này, Thanh Nhi lại nói, bản thân cảnh giới này đã có rất nhiều chỗ thiếu sót. Diệp Huyên vội vàng hỏi, chỗ thiếu sót? Thanh Nhi gật đầu, thiếu sót thứ nhất, người đời ngưng tụ ra thời gian duy độ, nhưng là, người đời căn bản không hiểu thông suốt về cái gọi là thời gian duy độ này. Cũng chính là bản chất, rất nhiều người có thể nói là không hiểu gì về bản chất của thời gian và thời không. Chưa hiểu về bản chất của thời gian và thời không, cho dù ngưng tụ ra thời gian duy độ, cũng chỉ là làm ra vẻ, hoa hòe hoa sói mà thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Thanh Nhi, cái gì là bản chất của thời gian và thời không? Thanh Nhi nói, thời không, cũng chính là sự kéo dài của không gian, mà không gian, vô giới vĩnh tại, như thế nào là vô giới vĩnh tại? Ở bên trong vũ trụ hiện có thể hiểu như này, đó chính là không gian không có biên giới, hơn nữa vĩnh viễn tồn tại. Diệp Huyên trầm giọng nói, không phải có thể xóa bỏ không gian sao? Thanh Nhi nhẹ vung cánh tay. Không gian bên phải nàng lập tức bị xóa đi, nàng chỉ nơi bị xóa đi kia, hiện tại nơi này là gì? Diệp Huyên do dự một lát, lắc đầu, không biết. Thanh Nhi nói, vẫn là không gian, chẳng qua, đây là không gian sau khi bị hủy diệt, nhưng nó bản chất vẫn là không gian. Cho nên, dưới quy tắc vũ trụ hiện tại, không gian là vĩnh viễn tồn tại. Diệp Huyên nhìn về phía Thanh Nhi, dưới quy tắc vũ trụ hiện có. Ý của Thanh Nhi là... Còn có bên ngoài vũ trụ hiện có. Thanh Nhi trầm lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Thanh Nhi nói, huynh, chúng ta chỉ bàn về những chuyện trong quy tắc vũ trụ hiện có thôi. Bàn luận cái khác, có thể huynh nghe không hiểu. Mà nếu ta giải thích, huynh có thể sẽ hỏi ra 10 vạn câu hỏi vì sao? Diệp Huyên hơi ngượng. Hắn biết bây giờ mình kém hơn Thanh Nhi rất nhiều. Thanh Nhi đột nhiên khẽ giọng nói, cứ từ từ. Thật ra cũng vì là Diệp Huyên, nếu là người khác, nàng ấy sẽ không nói thêm một lời thừa thãi. Bảo nàng ấy đến bàn về cái thứ cấp thấp này. E là chán sống rồi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Vậy Thanh Nhi này, chúng ta nói một chút về không gian này đi. Thanh Nhi nghĩ một chốc sau đó xòe bàn tay ra. Trong tay nàng ấy bỗng xuất hiện một duy độ thời gian, có thể nhìn ra điểm khác biệt của nó không? Diệp Huyên nhìn duy độ thời gian đó, sau đó trầm giọng nói, ta nhìn ra rồi, nhưng ta vẫn muốn nghe muội nói. Thanh Nhi trợn mắt nhìn Diệp Huyên, xì. Diệp Huyên bật cười. Trong tháp giới ngục, tiểu tháp thấp giọng thở dài. Trên đời này cũng chỉ có Diệp Huyên mới dám đùa giỡn trước mặt thiên mệnh tỷ. Nếu mà là một ai khác dám nói một câu thừa thãi. Thiên mệnh tỷ sẽ đáp lại một câu, nhà ngươi ở đâu? Thanh Nhi giải thích, không gian là vô hạn vĩnh viễn, nếu huynh nhìn kỹ thì sẽ phát hiện duy độ thời gian trong tay ta là vô hạn. Nói rồi nàng ấy buông lỏng tay phải ra, thoáng chốc dòng duy độ thời gian đó ngày càng lớn, đến cuối thế mà bao trùm cả thế gian này, ngay cả ngân hà vô tận. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, chỉ cần ta đồng ý, dòng duy độ thời gian của ta có thể phủ khắp vũ trụ. Diệp Huyên im lặng không nói. Cùng là cảnh giới đăng thiên, cũng có cách biệt cực kỳ lớn. Diệp Huyên lại hỏi, Thanh Nhi, cảnh giới tuyệt trần thì sao? Tuyệt trần. Thanh Nhi xòe lòng bàn tay ra, dòng duy độ thời gian của không gian xung quanh ngưng tụ thành một thanh kiếm. Diệp Huyên ngạc nhiên, đây là... Thanh Nhi nói, tuyệt trần sẽ thực chất hóa duy độ thời gian, nói cách khác là thay đổi duy độ thời gian. Có thể đạt đến mức độ này tức là hắn đã nắm chắc được bản chất của thời gian và thời không. Nói rồi nàng ấy ngừng một chốc lại nói, nếu huynh có thể nắm chắc bản chất của thời không và thời gian, không chỉ có thể đạt đến mức vô hạn mà còn có thể đạt đến cảnh giới tuyệt trần. Diệp Huyên do dự một chốc, sau đó hỏi, phải làm sao mới có thể nắm vững được bản chất của thời không và thời gian? Thanh Nhi không nói gì.
Diệp Huyên trầm giọng nói, rất khó phải không? Thanh Nhi lắc đầu, không khó, nhưng cần một ít thời gian. Diệp Huyên vội hỏi, bao lâu? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, phải xem khả năng của người đó. Diệp Huyên lại hỏi, nếu là ta thì cần bao lâu? Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyên. Thanh Nhi nói, lúc nãy ta nói nhầm, không phải xem khả năng mà là phải nhìn xem nền tảng. Nền tảng của huynh không tốt lắm, thế nên huynh muốn hiểu về bản chất của thời không và thời gian thì phải bắt đầu từ đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, tức là rất lâu phải không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên nhỏ hỏi, đại khái bao lâu? Thanh Nhi bỗng xòe lòng bàn tay ra, tiểu tháp trong người Diệp Huyên rơi vào trong tay nàng ấy. Nhìn tiểu tháp trong tay, tay phải Thanh Nhi hơi dùng sức. Ầm. Tiểu tháp rung chuyển dữ dội. Diệp Huyên vội hỏi, đây. Tiểu tháp cũng nói, tiểu chủ cứu mạng. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, đang định nói gì đó thì đúng lúc này không gian xung quanh bỗng trở nên hư ảo. Thanh Nhi vung tay áo, cả không gian trở lại như bình thường. Diệp Huyên ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì. Thanh Nhi bỗng đưa tiểu tháp đến trước mặt Diệp Huyên, ta đã tái tạo lại nó, thế giới bên trong nó đã không giống thế giới bên ngoài nữa. Diệp Huyên chớp mắt, đã không giống. Thanh Nhi gật đầu, tu luyện 10 năm bên trong tương đương với một ngày bên ngoài. Diệp Huyên ngạc nhiên, tu luyện 10 năm bên trong tương đương với một ngày bên ngoài. Thanh Nhi gật đầu, vốn dĩ có thể đảo ngược thời gian nhiều hơn, nhưng tháp này không chịu nổi sức mạnh của ta nên chỉ có thể đảo ngược đến mức này. Diệp Huyên nhìn tiểu tháp trầm giọng nói cách khác, bây giờ thế giới bên trong của tiểu tháp không giống với thế giới bên ngoài của chúng ta. Thanh Nhi nói, tức là thời gian trôi qua không giống nhau, tốc độ thời gian bên trong đã bị ta đảo ngược rồi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Thanh Nhi nghĩ ngợi một lúc rồi nói, ta ở cùng huynh thêm vài ngày, mấy ngày nay ta sẽ hướng dẫn huynh tu hành. Diệp Huyên nói, được. Bây giờ hắn rất cần một người thầy giỏi. Mà chắc chắn Thanh Nhi là người thích hợp nhất. Vì thứ hắn muốn học là kỹ năng kiếm và kiếm đả của Thanh Nhi dạy hắn là phù hợp nhất. Thanh Nhi bỗng nói, làm cho huynh một thanh kiếm. Diệp Huyên chớp mắt, làm kiếm. Thanh Nhi gật đầu, huynh cần một thanh kiếm phù hợp với mình. Diệp Huyên xòe bàn tay ra, kiếm linh xuất hiện trong tay hắn, đây là của cha cho ta. Thanh Nhi nhìn linh kiếm lắc đầu, kiếm này phù hợp với ông ấy nhưng không thích hợp với huynh, hơn nữa mặc dù kiếm này cho huynh sử dụng, nhưng chủ nhân mà nó biết lại không phải huynh nên không cần cũng được. Nói rồi nàng ấy phất tay áo lên. Kiếm linh bị một luồng kiếm quang mang đi. Diệp Huyên. Thanh Nhi nói, ta bảo nó quay về tìm chủ nhân của mình rồi. Nói rồi nàng ấy kéo tay Diệp Huyên đi ra ngoài. Diệp Huyên nói, Thanh Nhi, muội muốn làm cho ta kiếm như thế nào? Thanh Nhi nói, một thanh kiếm phù hợp với huynh. Hình 1. Diệp Huyên hơi tò mò, Thanh Nhi, chẳng phải là kiếm tu mạnh thì có thể dùng kiếm gì cũng được sao? Nếu muội làm cho ta thanh kiếm quá mạnh thì có ảnh hưởng gì đến kiếm đạo của ta không? Thanh Nhi nói, không đâu. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Thanh Nhi nói, dù sao cũng rất yếu, không tồn tại vấn đề có ảnh hưởng hay không. Nói rồi nàng ấy cảm thấy hơi hối hận. Diệp Huyên. Thanh Nhi do dự một lúc mới nói, thật ra huynh cũng rất mạnh. Diệp Huyên cười khổ, Thanh Nhi, muội đừng an ủi ta biết ta có một chút cách biệt với muội của hiện tại. Một chút. Thanh Nhi. Lúc này tiểu tháp bỗng nói, tiểu chủ, người là người đầu tiên có thể khiến thiên mệnh tỉ cạn lời đó, chắc cũng là người cuối cùng. Diệp Huyên. Lúc này Thanh Nhi dẫn Diệp Huyên biến mất lại chỗ, lúc xuất hiện lại lần nữa, hai huynh muội đã ở trong một tinh không vô tận. Cô gái váy trắng dẫn Diệp Huyên đi về phía sâu của tinh không, đừng để ý đến cấp bậc của kiếm, kiếm bình thường hay thần kiếm đều trong cảnh giới, mà chỉ cần ở trong cảnh giới thì hai loại kiếm này có gì khác biệt chứ? Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy thì vạn vật đều có thể vì kiếm. Cô gái váy trắng nói, đây cũng là một loại cảnh giới, nhưng cảnh giới này là cảnh giới bên ngoài cảnh giới. Nói rồi nàng xòe bàn tay ra, một thanh kiếm gõ xuất hiện trong tay nàng. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, thanh kiếm trong tay ta này chính là thần kiếm.
Diệp Huyên trầm giọng nói, kiếm trở nên bất phàm vì người, đúng chứ? Cô gái váy trắng gật đầu, bây giờ huynh cũng có thể khiến kiếm trở nên bất phàm, nhưng bất phàm này có giới hạn. Nếu gặp phải người mạnh hơn huynh có thể đánh với đối phương bằng kiếm gỗ không? Diệp Huyên lắc đầu. Nếu dùng kiếm gỗ thì không thể đánh được. Bởi vì bây giờ dù hắn dùng một kiếm quyết định sống chết hay rút kiếm quyết định sống chết cũng đều có yêu cầu cực kỳ cao với kiếm. Cô gái váy trắng lại nói, thế nên huynh không cần cố chấp cái gì là kiếm bình thường và thần kiếm, cho dù là kiếm nào, chỉ cần không phụ thuộc vào là được. Còn việc ỷ lại thì bây giờ huynh đã đầu hàng nội tâm, sẽ không xuất hiện lỗi cấp thấp này nữa đâu. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói rồi hắn nhìn Thanh Nhi, muội muốn làm cho ta kiếm gì? Thanh Nhi dừng bước nói, một thanh kiếm đặc biệt, hơn nữa chỉ có huynh mới có thể dùng. Nói rồi nàng ấy nhìn tinh không trước mặt nói, trước tiên nên bắt đầu từ thời không. Nói rồi nàng ấy xòe bàn tay ra, sau đó lau về phía trước, tinh không trước mặt hai người bắt đầu tách dần ra từng chút. Phải nói là lúc này Diệp Huyên hơi ngơ ngác, tinh không trước mặt hắn đang tách dần ra nhưng không phải là hủy diệt mà là đang cải tạo kết cấu không gian. Thanh Nhi đang cải tạo không gian. Đúng lúc này, tiểu tháp bỗng run giọng nói, tiểu chủ, nàng ta đang thay đổi quy tắc. Diệp Huyên thầm nói, thay đổi quy tắc. Tiểu tháp sợ hãi nói, đúng thế, nàng ta đang thay đổi quy tắc của vũ trụ này. Nàng ta. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi trước mặt. Ánh mắt lóe lên tia phức tạp. Rốt cuộc Thanh Nhi này mạnh đến mức nào? Trước đây mình nói muốn vượt qua nàng ấy, có phải hơi khoác lác rồi không? Nguyên giới. Hôm nay một ông lão đột nhiên đến nguyên giới. Trước ngực ông lão có viết hai chữ lớn màu đen, Thiên Yêu. Thiên Yêu Quốc. Mà bên cạnh ông lão là Dữ Mục. Dữ Mục im lặng không nói, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc này một người đàn ông áo đen bỗng xuất hiện không xa trước mắt hai người, người đó nhìn ông lão cười nói, hóa ra là Tam Yêu Vương của nước Thiên Yêu. Tam Yêu Vương nhìn người đàn ông áo đen, Tiểu Động Thiên, Lý Huyền Thanh được mệnh danh là cao thủ bất khả chiến bại cảnh giới thời không. Lý Huyền Thanh mỉm cười, quá khen rồi. Tam Yêu Vương bỗng quay đầu lại, nếu người của giới cổ đại đã đến thì sao không ra đây gặp mặt. Ông ta vừa dứt lời. Không gian cách bên phải Tam Yêu Vương vài trượng bỗng nứt ra, ngay sau đó một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Người phụ nữ mặc váy trắng, đội nón trắng, đeo khăn che mặt, tay cầm một thanh đao dài khoảng 3 thước. Nhìn thấy người phụ nữ, Tam Yêu Vương nhíu mày, người chính là Mạc Đao Nữ của giới cổ đại. Mạc Đao Nữ. Nghe đến cái tên này, Lý Huyền Thanh ở một bên híp mắt, gã nhìn người phụ nữ váy trắng, ánh mắt lóe lên tia chiến ý. Mạc Đao Nữ nhìn bên dưới, suối nguồn vĩnh sinh cấp thần đang ở trong tay Diệp Huyên. Tam Yêu Vương nói, bây giờ thiếu niên đó đang ở cùng với cô gái bí ẩn, muốn lấy được suối nguồn vĩnh sinh cấp thần thì phải giết cô gái đó. Đầu tiên là phải giết cô gái váy trắng trước. Nghe Tam Yêu Vương nói thế, Dữ Mục ở một bên nhắm hai mắt lại. Nàng ta đã khuyên can rồi. Nhưng không ai nghe. Sư tôn của nàng ta đang ở nước Thiên Yêu. Mà dù sư tôn của nàng ta đang ở trong nước Thiên Yêu thì lời nói cũng không có trọng lượng nhiều chứ đừng nói gì đến nàng ta. Lúc này Tam Yêu Vương bỗng nhìn Dữ Mục, nàng ta có thể giết cảnh giới thời không trong tích tắc. Dữ Mục gật đầu. Tam Yêu Vương khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Lúc này Lý Huyền Thanh ở một bên cười nói, giết đồng cấp trong tích tắc, đây chẳng phải là việc rất đơn giản hay sao? Hình 1. Mạc Đạo Nữ cũng nói, rất đơn giản. Tam Yêu Vương đột nhiên nói, hợp lực lại giết cô gái này trước rồi hẵng bàn luận về suối nguồn vĩnh sinh, có vấn đề gì không? Lý Huyền Thanh nhún vai, không thành vấn đề. Mạc Đạo Nữ nhìn Tam Yêu Vương nhướng mày, kiêu ngạo nói, cần phải hợp lực lại sao? Dữ Mục thấp giọng thở dài. Nàng ta không nói gì cả. Bởi vì nàng ta biết, nàng ta có nói gì cũng vô dụng, không chỉ vậy mà còn đắc tội người khác. Cô gái váy trắng mạnh đến nhường nào? Nàng ta không biết. Nàng ta thật sự không biết. Nàng ta cũng là thời không cảnh, nhưng, nàng ta không cảm nhận được thực lực thật sự của cô gái váy trắng. Vì cô gái váy trắng giết người đều chỉ dùng một kiếm. Nhưng nàng ta cũng biết,
ba người bên cạnh này cũng không hề đơn giản, ba người này đều là cao thủ thời không cảnh đỉnh cao, hơn nữa còn không chỉ là thời không cảnh đỉnh cao bình thường. Đối với ba người này mà nói, bọn họ cũng có thể miểu sát cao thủ thời không cảnh đồng cấp khác. Còn về cao thủ tuyệt trần cảnh, ở trước mặt ba ngòi này lại càng giống như con kiến nhỏ. Nhưng nàng ta biết, ba người này chắc chắn không mạnh bằng cô gái váy trắng. Chỉ khi đối mặt với cô gái váy trắng, thì mới biết được nàng đáng sợ đến thế nào. Lúc này, Tam Yêu Vương kia đột nhiên nói, hai vị, ta biết các người là những người vô địch như nhau, nhưng, thực cô gái này không hề tầm thường, đừng nên xem thường thì tốt hơn. Lý Huyền Thanh nhìn Tam Yêu Vương, cười nói, chỉ cần nàng ta không phong thánh thì ta đều có thể giết chết. Phong thánh. Tam Yêu Vương khẽ gật đầu, trong sân không có hơi thở thánh nhân, xem ra, cô gái này cũng chưa phong thánh, nhưng, không nên xem thường, cẩn thận vẫn hơn. Lý Huyền Thanh cười ha ha, dưới tiểu thánh nhân, có ai mà ta không thể giết chứ? Nói xong, gã lập tức biến mất. Mạc đao nữ ở bên cạnh cũng xoay người biến mất lập tức. Trong sân, vẻ mặt Tam Yêu Vương bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Giữ mục nhìn Tam Yêu Vương, sau đó nói, Tam Yêu Vương cố ý khiêu khích bọn họ. Tam Yêu Vương liếc nhìn Giữ mục, cười nói, nhà đầu đúng là không đơn giản. Giữ mục im lặng. Tam Yêu Vương nhẹ giọng nói, cô gái kia rất mạnh, đúng không? Giữ mục lập tức gật đầu. Tam Yêu Vương cười nói, theo ngươi thấy thì là nàng ta mạnh, hay là ta mạnh? Giữ mục có chút do dự. Tam Yêu Vương nói, xem ra, là nàng ta mạnh. Giữ mục thấp giọng nói, thực lực cô gái này, rất mơ hồ. Nói rồi, nàng ta nhìn Tam Yêu Vương, Tam Yêu Vương không nói với bọn họ chuyện trưởng lão Lâm Mộ bị giết nhanh gọn là muốn. Nói đến đây, nàng ta lại không nói gì thêm. Tam Yêu Vương cười nói, nhà đầu rất thông minh. Nghe vậy, sắc mặt Giữ mục trùng xuống. Tam Yêu Vương nhẹ giọng nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tuy suối nguồn vĩnh sinh cấp thần rất mê người, nhưng nếu đối phương quá mạnh, thiên yêu quốc ta cũng sẽ buông bỏ. Nhưng, ta phải xem thực lực của cô gái này rốt cuộc mạnh đến thế nào. Giữ mục nhìn Tam Yêu Vương muốn lợi dụng hai người họ để thăm dò nàng ta. Tam Yêu Vương gật đầu, nếu nàng ta cũng có thể miểu sát được hai người đó, vậy thì. Nói đến đây, ông ta liếc nhìn Giữ mục, nhà đầu, cũng không phải chúng ta không tin lời ngươi nói. Chỉ là ngươi bây giờ vẫn không thể tiếp xúc được một vài cấp độ, vì vậy, một vài phán đoán của ngươi có thể đã nhầm. Cho nên, ta muốn thăm dò thực lực thật sự của cô gái này, nếu nàng ta chỉ là cao thủ thời không cảnh đỉnh cao bình thường, vậy thì có thủ báo thù. Còn nếu ngay cả hai người kia nàng ta cũng có thể giết chết, vậy thì món nợ này, thiên yêu quốc ta không nuốt được cũng phải nuốt. Giữ mục khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nếu nàng ta chỉ là một cao thủ thời không cảnh đỉnh cao bình thường. Tam Yêu Vương nói, người ta cũng muốn giết, mà suối nguồn vĩnh sinh ta cũng muốn có. Chuyện nguyên giới xuất hiện suối nguồn vĩnh sinh cấp thần đã truyền đi rất nhanh chóng, thoáng chốc. Ngoài cổ giới và thiên yêu quốc cùng với tiểu động thiên thì còn có vô số cao thủ thần bí tiến vào nguyên giới. Thế nhưng, khi biết được suối nguồn vĩnh sinh kia ở trên người Diệp Huyên, thì những cao thủ thần bí đó lại lập tức rời khỏi nguyên giới, đi tìm Diệp Huyên. Tại gia tộc. Trong đại điện, các cao thủ gia tộc đều có mặt. Mà lúc này, vẻ mặt mọi người đều vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì thời gian này có quá nhiều cao thủ. Đều là vì suối nguồn vĩnh sinh cấp thần kia. Lúc này, một trưởng lão trong điện đột nhiên nói, cũng may trưởng lão đã đưa suối nguồn vĩnh sinh cấp thần kia cho Diệp Huyên thiếu chủ, nếu không, gia tộc ta đã gặp nguy rồi. Trong điện, mọi người đều gật đầu. Hình 1. Nếu suối nguồn vĩnh sinh cấp thần kia vẫn còn thì gia tộc hiện tại chắc hắn đã bị các cao thủ tiêu diệt. Trên vị trí trung tâm, Gia Nguyên khẽ nói, không biết Diệp Huyên thiếu chủ có thể chống đỡ được không? Thật ra ông ta cũng có chút lo lắng, bởi vì những người đến đều mạnh ngoài dự liệu của ông ta. Lúc này, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện trong điện, ông lão trầm giọng nói, gia chủ, ta đã nhận được tin tức, những cao thủ thần bí kia đều điên cuồng truy tìm Diệp Huyên thiếu chủ. Nghe vậy, vẻ mặt Gia Nguyên u ám. Một trưởng lão đột nhiên nói, cần chúng ta giúp đỡ không?
Gia Nguyên lại lắc đầu, có tiền bối váy trắng kia thì cũng không cần chúng ta ra tay, nếu tiền bối kia không ngăn nổi những người đó thì chúng ta có đi chẳng qua cũng chỉ là tìm chết thôi. Nói rồi, ông ta nhìn ra bên ngoài điện, ánh mắt có chút lo lắng, hy vọng thiếu chủ bình an vô sự. Lúc này, Gia Hòa đột nhiên nói, cháu cảm thấy, chúng ta không nên lo lắng cho thiếu chủ đâu. Mọi người nhìn Gia Hòa có chút do dự sau đó nói, cháu thấy tính khí tiền bối váy trắng kia không tốt chút nào, những người đó đi kiếm chuyện với nàng ta, nếu nàng ta nổi giận có phải sẽ phá hủy cả vũ trụ của chúng ta không? Mọi người! Trong tinh không, dưới sự điều khiển của cô gái váy trắng, tinh không trước mặt nàng bắt đầu chia tách từng chút một, sau đó cuối cùng ngưng tụ đến trước mặt nàng. Diệp Huyên nhìn cô gái váy trắng, không thể không nói, lúc này trong hắn vô cùng kinh ngạc. Đây là bản lĩnh thần tiên gì vậy chứ? Không gian trước mặt Thanh Nhi không phải biến mất, mà là tổ hợp lại, chuyện này đã vượt tầm hiểu biết của hắn rồi. Ngay lúc này, một chuôi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Thanh Nhi. Diệp Huyên vội đi đến trước mặt Thanh Nhi, chỉ có chuôi kiếm. Thanh Nhi liếc nhìn chuôi kiếm trước mặt kia, sau đó nói, thời không này chỉ thích hợp để làm chuôi kiếm. Diệp Huyên chớp mắt, thời không làm chuôi kiếm. Thanh Nhi gật đầu, đi, bây giờ đi làm thân kiếm cho huynh. Nói rồi, nàng lập tức kéo tay Diệp Huyên biến mất. Không lâu sau, Diệp Huyên và cô gái váy trắng đã đến trong một nơi duy độ thời gian. Nhưng, duy độ thời gian nơi này và những nơi Diệp Huyên từng thấy không hề giống nhau. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, Thanh Nhi, duy độ thời gian nơi này. Thanh Nhi đột nhiên nói, dòng sông thời gian, đây là dòng chảy chính của vùng vũ trụ này. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, dòng chảy chính. Hình 1. Thanh Nhi gật đầu, mỗi một vùng vũ trụ đều có một dòng chảy chính trong dòng sông thời gian, nó ghi lại bắt đầu và kết thúc của vùng vũ trụ này, rất ít người có thể tiếp xúc được dòng chảy chính này. Nói rồi, nàng nhìn xung quanh, sau đó nói, vị trí chúng ta đang đứng bây giờ chính là hiện tại, nếu huynh đi về phía sau, thì chính là quay về quá khứ, nếu là tiến về phía trước thì chính là tương lai. Đến tương lai. Diệp Huyên vội nhìn về phía trước, hắn phát hiện ra, trước mặt hắn lại có đến gần 10 vạn con đường nhỏ. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi khẽ nói, tương lai là thứ không xác định, bất kỳ một hành động nào của huynh cũng sẽ tạo ra kết cục khác nhau, vì vậy, tương lai là thứ chưa biết, chưa xác định. Diệp Huyên trầm giọng nói, Thanh Nhi, muội có thể biết được tương lai không? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, chỉ cần ta muốn thì có thể. Diệp Huyên chớp mắt, vậy muội có muốn hay không? Thanh Nhi lắc đầu. Diệp Huyên có phần khó hiểu, tại sao? Thanh Nhi chỉ về phía trước, sau đó nói, chỉ cần ta muốn, ta có thể thay đổi bất kỳ tương lai nào. Thậm chí là xóa bỏ tương lai. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười khổ. Xem như hắn đã hiểu rồi. Vô địch. Thanh Nhi chính là vô địch. Nàng vô địch đến độ gần như không gì là không thể. Diệp Huyên đột nhiên thấp giọng thở dài, giống như Tiểu Tháp đã nói, kiểu người như Thanh Nhi, không nên xuất hiện trên thế giới này. Lúc này, Tiểu Tháp biến sắc, nó vội nói, Tiểu Chủ, ngồi đừng nói bậy chứ. Trước giờ ta chưa từng nói lời như vậy, ta dùng nhân phẩm chủ nhân, à không, ta dùng tháp phẩm của ta ra thề, trước giờ ta thật sự chưa từng nói lời này. Diệp Huyên bĩu môi, tính khí Thanh Nhi tốt như vậy, Tiểu Tháp sao lại căng thẳng thẳng như vậy làm gì? Tiểu Tháp có chút lúng túng. Tính khí tốt. Tính khí tốt. Tiểu Tháp im lặng. Tiểu chủ này đã bắt đầu không còn nói tiếng người nữa rồi. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, khẽ nhếch miệng. Diệp Huyên cười nói, Thanh Nhi, muội cười trông rất đẹp. Thanh Nhi gật đầu, nhẹ giọng đáp, ta chỉ cười cho huynh xem thôi. Diệp Huyên cười ha ha, hắn nắm lấy tay Thanh Nhi, ta cảm thấy, ta là người hạnh phúc nhất cả thiên hạ này. Trong cơ thể Diệp Huyên, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài. Nó phát hiện, cô gái váy trắng đã đem hết toàn bộ những gì tốt nhất của mình cho Diệp Huyên rồi. Mà nàng, cũng là người nuông chiều Diệp Huyên nhất thiên hạ này. Chỉ cần Diệp Huyên nghĩ đến thì nàng có thể không do dự gì dùng một kiếm phá hủy cả vũ trụ này. Hình 1. Thanh Nhi lật tay nắm lấy tay Diệp Huyên, nàng nhìn Diệp Huyên, ta đúc thân kiếm cho huynh. Vừa dứt lời,
nàng đã xoay người vung tay áo, ầm. Thoáng chốc dòng chảy chính của dòng sông thời gian xung quanh lập tức sôi sục lên như thể nước đang sôi vậy, vô cùng kinh người. Vẻ mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, Thanh Nhi, nếu dòng chảy chính của dòng sông thời gian này bị hủy, vậy sẽ thế nào? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, vũ trụ sụp đổ, tất cả sinh linh sẽ không còn tồn tại. Diệp Huyên chớp mắt, muội không phải là muốn dùng dòng chảy chính của dòng sông thời gian này làm thân kiếm cho ta chứ? Thanh Nhi nói, ta lại cảm thấy không có vấn đề gì cả. Nhưng, có thể huynh không muốn ta phá hủy vùng vũ trụ này, đúng chứ? Diệp Huyên vội gật đầu, đúng vậy. Tuy hắn không phải người tốt lành gì, nhưng nếu bởi vì một suy nghĩ của bản thân mà hiến toàn bộ sinh linh của vùng vũ trụ này bị tiêu diệt, chuyện như vậy hắn vẫn không làm được. Dù sao, vùng vũ trụ này cũng tồn tại rất nhiều sinh linh, hơn nữa, còn có rất nhiều bạn bè người thân của hắn. Thanh Nhi gật đầu, ta sẽ không tiêu diệt vùng vũ trụ này, ta muốn làm là hấp thụ sức mạnh dòng chảy chính của dòng sông thời gian mày. Nói rồi, nàng nhìn Diệp Huyên, ta muốn đúc cho huynh một thanh kiếm dùng thời không làm chuôi, thời gian làm thân kiếm, pháp tắc làm mũi kiếm. Thanh kiếm này chỉ có thể do bản thân huynh dùng. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức sôi sục khí huyết. Nghe Thanh Nhi nói như vậy, thanh kiếm này chắc chắn không chỉ lợi hại bình thường. Bên trong cơ thể Diệp Huyên, tiểu tháp im lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng, xong rồi. Tiểu chủ sắp vùng lên rồi. Sắp tới, một đời vua sắp xuất hiện nhân gian rồi. Không thể không nói, Diệp Huyên lúc này máu huyết đã sôi sục. Đây là kiếm do Thanh Nhi tạo thành. Bây giờ hắn càng lúc càng mong đợi. Xung quanh, vô số sức mạnh thời gian đều tập trung về phía Thanh Nhi. Nàng đang lấy ra sức mạnh thời gian của vùng vũ trụ này, bao gồm cả quá khứ, hiện tại, tương lai. Thật ra, bây giờ Diệp Huyên vẫn không quá hiểu cảm giác như thế nào, nếu có cao thủ đỉnh cấp ở đây thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Lấy ra sức mạnh thời gian ngay tức khắc, không phải quá khó, nhưng muốn lấy ra sức mạnh thời gian quá khứ thì thật sự khó như lên trời vậy. Mà muốn lấy sức mạnh thời gian tương lai thì càng khó hơn nữa, theo lý thuyết thì lấy sức mạnh thời gian tương lai. Về cơ bản là chuyện không có khả năng. Bởi vì tương lai không chắc chắn. Nhưng, Thanh Nhi lại làm được. Không ai biết được nàng làm thế nào. Nếu Diệp Huyên hỏi, chắc chắn nàng sẽ nói nhưng lúc này Diệp Huyên căn bản không nghĩ đến chuyện này. Dần dần, ở trước mặt Thanh Nhi, thân kiếm dần dần được ngưng tụ lại. Thanh kiếm này có màu trắng, nếu không nhìn kỹ, sẽ rất khó phát hiện, dài 3 thước, rộng 2 ngón tay. Từ vẻ ngoài có thể thấy thanh kiếm rất đơn giản, không hề có gì phức tạp màu mè. Thân kiếm làm từ thời gian. Hình 1. Lúc này, thân kiếm đã ngưng tụ hoàn tất, Thanh Nhi vung tay áo, vô số sức mạnh thế giới lập tức tan đi. Thanh Nhi mở lòng bàn tay, thân kiếm xuất hiện trong tay nàng, nàng nhìn thân kiếm trong tay, vẻ mặt bình tĩnh, thiếu chút thú vị, nếu trực tiếp ngưng tụ từ dòng chảy chính thời gian vũ trụ này có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Diệp Huyên ngượng ngùng. Có lúc suy nghĩ của Thanh Nhi quả thực rất nguy hiểm. Dùng dòng chảy chính thời gian của vũ trụ này để ngưng tụ, vậy chẳng khác gì trực tiếp tiêu diệt cả vũ trụ này. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên lấy chuôi kiếm và thân kiếm hợp nhất với nhau. Ầm. Bỗng chốc, Diệp Huyên cảm thấy xung quanh lập tức sôi sục. Thanh Nhi khẽ vung tay, xung quanh lập tức khôi phục lại bình thường. Thanh Nhi nhìn thanh kiếm trong tay, kiếm khẽ rung động. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Thanh Nhi, hắn nhìn thanh kiếm, Thanh Nhi, thanh kiếm này rất đặc biệt. Thanh Nhi gật đầu, đối với huynh mà nói thì đặc biệt. Diệp Huyên cạn lời, nhìn chung hắn cảm thấy như đã bị thương rất nhiều lần. Thanh Nhi lại bảo, còn thiếu mũi kiếm và hồn kiếm. Nói rồi, nàng lập tức đưa Diệp Huyên biến mất. Khi hai huynh muội lại xuất hiện thì đã đến một vùng tinh không vô tận. Thanh Nhi chậm rãi nhắm hai mắt. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, không dám làm phiền Thanh Nhi. Ngay lúc này, tinh không trên đầu Thanh Nhi đột nhiên dao động, tiếp đó, một áp lực vô cùng kinh khủng từ vùng tinh không đó ép xuống, mà ngay sau khi áp lực đó xuất hiện thì cả tinh không lập tức sôi sục. Vẻ mặt Diệp Huyên thay đổi hẳn. Lúc này, hắn lại có cảm giác như nghẹt thở. Không thể chịu đựng nổi. Đây là cảm giác lúc này của hắn. Chủ nhân của áp lực này, quá kinh khủng,
Trước mắt ngoài ba người Thanh Nhi ra, thì đây là áp lực kinh khủng nhất mà hắn từng gặp, chỉ dùng một luồng áp lực cũng đã khiến hắn tuyệt vọng. Đây là áp lực của ai? Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, Tiểu Chủ, đừng hoảng, Thiên Mệnh tỷ tỷ ở đây, ai cũng không thể tinh tướng nổi. Nói rồi, nó chợt dừng lại rồi bảo tiếp, ngoại trừ ngươi. Diệp Huyên. Ngay lúc này, trên đầu Thanh Nhi, một bóng người hư ảo dần dần ngưng tụ lại. Hình 1. Diệp Huyên nhìn bóng người hư ảo kia, bóng người đó trông như một cái bóng mờ, hắn thật sự không nhìn được thấu. Thế nhưng, nhìn từ dáng vẻ thì giống như một cô gái. Bóng người nhìn cô gái váy trắng, giọng điệu lạnh nhạt, sao ngươi có thể cảm nhận được ta? Cô gái váy trắng lắc đầu, ta không thích giọng điệu nói chuyện của ngươi. Sau đó, nàng vung tay áo. Bù! Ngay khi tiếng kiếm vang lên, thì một luồng kiếm quang lập tức ở ngay giữa trán bóng người. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện, tay bóng người kia đã nắm lấy được luồng kiếm quang kia. Chặn được kiếm của Thanh Nhi. Ngay lúc này, luồng kiếm quang kia không hề báo trước đã xuyên qua giữa trán. Ầm. Thoáng chốc, bóng người kia như bị trúng một đòn nghiêm trọng, cả người run rẩy, sau đó trở nên hư ảo. Bóng người kinh ngạc, ngươi. Cô gái váy trắng đi đến trước mặt bóng người kia, tìm ngươi mượn chút lực pháp tắc, có vấn đề gì không? Bóng người vội lắc đầu, không có vấn đề. Giọng nói run rẩy. Xác định người trước mắt là người không thể đánh lại. Cô gái váy trắng gật đầu, ta cần dùng pháp tắc chi lực của ngươi để ngưng tụ thành mũi kiếm, nhớ rõ, ta cần pháp tắc chi lực căn nguyên của ngươi. Bóng người im lặng một lúc, sau đó mở lòng bàn tay, thoáng chốc, vô số pháp tắc chi lực căn nguyên đã ngưng tụ trong tay nàng ta. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Thanh Nhi, nàng ta là. Thanh Nhi nói, linh hồn pháp tắc tối cao của vùng vũ trụ này, xem như là trung tâm hiện tại của vũ trụ, còn về thực lực, có thể nói nàng ta là một trong những đỉnh cao hiện tại của vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Huyên khẽ run rẩy trong lòng, chẳng trách vừa nãy chỉ một luồng áp lực của đối phương đã khiến hắn không chịu nổi. Hơn nữa, áp lực đó còn không phải nhắm vào hắn, nếu như nhắm vào hắn thì hắn căn bản không có sức chống trả. Đây là pháp tắc tối cao của vùng vũ trụ này. Đây chính là đại lão thật sự. Lúc này, pháp tắc tối cao kia đột nhiên nhìn Thanh Nhi, người nhảy ra khỏi cái vòng kia rồi. Thanh Nhi nhìn pháp tắc tối cao, người nói cái vòng nào? Pháp tắc tối cao. Diệp Huyên chần chừ rồi hỏi, Thanh Nhi, có rất nhiều vòng sao? Thanh Nhi gật đầu, rất nhiều, ta không biết nàng ta nói vòng nào. Diệp Huyên. Pháp tắc tối cao trầm giọng nói, vòng quy tắc hiện tại. Thanh Nhi nhìn pháp tắc tối cao, 10 vạn năm trước đã nhảy ra rồi. Vẻ mặt pháp tắc tối cao cứng đờ, nàng ta im lặng một lúc lại hỏi, nhảy ra thế nào? Hình 1. Thanh Nhi nói, không thảo luận những chuyện cấp thấp như vậy. Pháp tắc tối cao, trong cơ thể Diệp Huyên, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, pháp tắc đại lão à, người nghĩ ngươi là tiểu chủ sao? Nàng ta biết. Chỉ có vấn đề mà Diệp Huyên hỏi thì Thiên Mệnh mới trả lời, hơn nữa còn nhẫn nại giải thích. Vấn đề người khác hỏi, nàng không cho ngươi một kiếm là đã phát lòng từ bi rồi. Pháp tắc tối cao do dự chốc lát, không dám hỏi tiếp, bởi vì nàng ta phát hiện, cô gái trước mặt đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên mở lòng bàn tay, bỗng chốc vô số pháp tắc chi lực trí cao bắt đầu ngưng tụ trong tay nàng, dần dần, một mũi kiếm đã hình thành. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Thanh Nhi, mũi kiếm do pháp tắc tối cao ngưng tụ thành có hiệu quả gì đặc biệt không? Thanh Nhi nói, có thể chém mọi pháp tắc. Nói rồi, nàng liếc nhìn pháp tắc tối cao, ngoại trừ nàng ta. Pháp tắc tối cao không nói gì, đây là do pháp tắc chi lực của nàng ta ngưng tụ thành, đương nhiên không thể chém được nàng ta, nhưng ngoại trừ nàng ta, bất kỳ pháp tắc nào của vùng vũ trụ này cũng có thể bị tiêu diệt. Lúc này, mũi kiếm trong tay Thanh Nhi bỗng chốc đã ngưng tụ xong, nàng lập tức hợp nhất mũi kiếm cùng thân và chuôi kiếm. Ầm. Một luồng kiếm thế mạnh mẽ từ trong thanh kiếm lan ra, thoáng chốc, tinh không xung quanh lại sôi sục lần nữa, sau đó lại sụp đổ từng chút một. Kiếm phong thành. Lúc này, Thanh Nhi điểm ngón tay khẽ gõ vào thanh kiếm lập tức trở nên bình tĩnh. Thanh Nhi nhìn thanh kiếm trong tay,
sau đó nói, chỉ còn thiếu hồn kiếm thôi. Nói rồi, nàng nhìn pháp tắc tối cao trước mắt. Vẻ mặt pháp tắc tối cao thay đổi, không phải là muốn nàng ta làm hồn kiếm chứ. Diệp Huyên cũng khẽ giật mí mắt, Thanh Nhi không phải muốn pháp tắc tối cao làm hồn kiếm thật đấy chứ. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên mở lòng bàn tay, trong cơ thể Diệp Huyên, một thanh kiếm lập tức bay ra. Kiếm chấn hồn. Thanh Nhi quan sát kiếm chấn hồn, sau đó nói, hồn kiếm, cần phải nhận huynh làm chủ, hơn nữa phải tương thông suy nghĩ với huynh, chỉ có như vậy thì huynh mới có thể thực sự khống chế được thanh kiếm. Nói rồi, nàng nhìn kiếm chấn hồn trong tay, hồn kiếm này rất thích hợp, nhưng, cấp bậc của nàng ta hiện tại quá thấp, ta phải thăng cấp nàng ta lên một chút. Nói xong, nàng điểm ngón tay lên thân kiếm chấn hồn. Thoáng chốc, kiếm chấn hồn lập tức run rẩy dữ dội. Thăng cấp bắt buộc. Hơi thở kiếm chấn hồn càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng, hơi thở của nàng ta đột nhiên khiến Diệp Huyên cảm thấy có chút áp lực. Lúc này, Thanh Nhi thu tay lại, nàng nhìn kiếm chấn hồn, ta đã cho nàng ta một sinh mệnh mới, nàng ta bây giờ có thể hấp thụ bất cứ linh hồn nào, sau này, huynh cần phải liên tục nuôi dưỡng nàng ta, huynh nuôi dưỡng càng nhiều, nàng ta sẽ càng mạnh. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, nuôi cái gì? Thanh Nhi nói, linh hồn. Diệp Huyên. Thanh Nhi lập tức dung hợp kiếm chấn hồn và kiếm trong tay nàng. Tiếng kiếm đột nhiên vang lên trong sân, lao thẳng vào trong tinh không. Lúc này, vô số tinh vực đều nghe thấy tiếng kiếm này. Một nơi nào đó trong tinh không, một người đàn ông mặc áo đen đột nhiên dừng bước. Người này chính là Lý Huyền Thanh của Tiểu Động Thiên. Lý Huyền Thanh nhìn về phía xa, một lúc sau, hắn ta khẽ nhếch miệng, tìm được rồi. Nói rồi, hắn ta lập tức biến mất. Trong một tinh không vô tận khác, cô gái cầm đao kia cũng đột nhiên dừng bước, sau đó, nàng ta quay người bổ xuống, không gian trước mặt lập tức bị tách ra, sau đó, nàng ta bước vào trong vết nứt tinh không kia, bắt đầu xuyên qua không gian. Trong tinh không, cô gái váy trắng cầm kiếm trong tay đưa cho Diệp Huyên, của huynh. Diệp Huyên nhận lấy kiếm, cầm kiếm lên, hắn lập tức cảm nhận được tồn tại của tiểu hồn. Lúc này hắn cảm nhận được bản thân và thanh kiếm chính là một thể. Rõ ràng, đây là bởi vì tiểu hồn. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, Thanh Nhi, thanh kiếm này có gì đặc biệt không? Thanh Nhi nói, chuôi kiếm từ thời không, thân kiếm từ thời gian, có được kiếm này, huynh có thể thông qua bất kỳ thời không nào, không bị kiểm soát bởi thời không nào, không chỉ vậy, mọi suy nghĩ trong lòng của huynh, kiếm cũng có xuất hiện ở bất kỳ thời không nào. Diệp Huyên chỉ cần suy nghĩ, thì kiếm trong tay lập tức xuất hiện ở bất tử đế tộc ở ngoài vô số tinh không. Diệp Huyên lập tức ngây người. Hắn chỉ mới tùy tiện suy nghĩ, nhưng hắn không ngờ, kiếm đã lập tức xuất hiện ở bất tử đế tộc. Đây chưa phải là kinh khủng nhất, chuyện kinh khủng nhất là, hắn có thể thông qua thanh kiếm mà cảm nhận được mọi thứ của bất tử đế tộc, như thể bản thân hắn đang ở bất tử đế tộc vậy. Hình 1. Lúc này, Thanh Nhi lại nói, huynh có thể thông qua thanh kiếm mà tự do xuyên qua thời không vạn giới, bất kỳ giới hạn của thời không nào đều không có tác dụng với huynh. Huynh bây giờ có thể ở bất tử đế tộc trong chớp mắt. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, thanh kiếm kia lập tức xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thanh kiếm trong tay, Diệp Huyên trầm mặc. Vốn dĩ không gian có giới hạn và lực cản, nhưng, hiện tại sau khi hắn có được thanh kiếm này, đối với hắn mà nói giới hạn và lực cản của bất kỳ thời không nào cũng chỉ cần một suy nghĩ của hắn là đã xuyên qua vạn giới rồi. Đương nhiên, hắn nghĩ đến Thanh Nhi tại sao có lúc lại có thể một kiếm đã miểu sát một người rồi. Chỉ dùng một chữ, nhanh. Hiện tại hắn có thể làm được rất nhanh, đương nhiên, so với Thanh Nhi, chắc chắn mãi cũng không bằng được, nhưng, so với người khác thì sao? Thanh Nhi lại nói, còn về sức mạnh mạnh thời gian này. Nói đến đây, nàng khẽ nhíu mày, nàng quay đầu nhìn cách đó không xa, một người đàn ông mặc áo đen đang chậm chậm bước đến. Lý Huyền Thanh. Thời không cảnh vô địch. Sau khi Lý Huyền Thanh xuất hiện, hắn ta nhìn pháp tắc tối cao cách đó không xa cười nói, thì ra còn có người nhanh hơn ta nữa, các hạ, người cũng là đến giết cô gái này sao? Nghe vậy, vẻ mặt pháp tắc tối cao thoáng chốc thay đổi, nàng ta nhìn Lý Huyền Thanh chằm chằm, người đừng có nói bậy. Nếu không, ta giết cả 10 tộc ngươi.
giết người phụ nữ này. Pháp tắc tối cao suýt chút nữa bùng nổ. Thằng ngu này từ đâu ra thế? Ngươi muốn thể hiện, được thôi, nhưng đừng lôi ta vào. Lão tử né đi còn chẳng kịp nữa là. Lý Huyền Thanh khẽ nhíu mày, ngươi không hề đến để giết nàng. Pháp tắc tối cao quay đầu nhìn về phía cô gái váy trắng, ta không quen hắn đâu. Khao khát sinh tồn rất mạnh đấy. Cô gái váy trắng nhìn về phía Lý Huyền Thanh mà không nói gì. Ánh mắt của Lý Huyền Thanh cũng hướng về phía cô gái váy trắng, khi nhìn thấy cô gái này, gã khẽ nhíu mày. Có gì đó không đúng lắm. Lúc này gã cảm thấy không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào thì gã không nói rõ được. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, ngươi là người của nước Thiên Yêu hả? Nghe thấy câu hỏi của Diệp Huyên, Lý Huyền Thanh cười, ta là Lý Huyền Thanh của Tiểu Động Thiên. Tiểu Động Thiên. Diệp Huyên thoáng nhíu mày, Lý Huyền Thanh. Chưa nghe thấy bao giờ. Lý Huyền Thanh cười ha hả, người sống ở tầng thấp nhất của vũ trụ này, chưa từng nghe nói tới chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Diệp Huyên. Lúc này, pháp tắc tối cao đột nhiên nói, ngươi là người của Tiểu Động Thiên à? Lý Huyền Thanh nhìn sang pháp tắc tối cao, trong ánh mắt có chút nghiêm trọng, ngươi là ai? Lúc này gã đột nhiên phát hiện ra, pháp tắc tối cao này rất nguy hiểm. Pháp tắc tối cao trầm ngâm trong thoáng chốc rồi nói, Trần Động Huyền là sư tổ của ngươi đúng không? Lý Huyền Thanh nheo mắt, ngươi là ai? Pháp tắc tối cao lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Huyền Thanh, sư tổ Trần Động Huyền của ngươi dù sao cũng là một nhân vật đáng kể, tại sao trong đám hậu nhân của ông ta lại xuất hiện kẻ ngu xuẩn như ngươi? Ánh mắt của Lý Huyền Thanh dần trở nên lạnh lẽo, ngươi dám sỉ nhục ta? Pháp tắc tối cao không biểu lộ cảm xúc gì, sỉ nhục ngươi. Ngươi không đủ tư cách đâu. Khóe miệng Lý Huyền Thanh nhếch lên thành vẻ dữ tợn, ngông cuồng. Nói rồi, hắn phất tay áo, một thứ sức mạnh khủng khiếp đánh thẳng về phía pháp tắc tối cao. Thế nhưng khi luồng sức mạnh to lớn này vừa tới trước mặt pháp tắc tối cao đã biến mất không chút tăm tích. Trông thấy cảnh tượng ấy, Lý Huyền Thanh sững người. Ngông cuồng. Pháp tắc tối cao lạnh lùng nhìn Lý Huyền Thanh, cho dù sư tổ của ngươi trông thấy ta cũng phải ngoan ngoãn dập đầu hành lễ. Lý Huyền Thanh tức đến bật cười, đúng là nực cười. Nói rồi, gã đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu pháp tắc tối cao rồi đột ngột dậm chân thật mạnh, đạp trời đất. Câu nói vừa mới dứt, một bàn chân khổng lồ dài tới hàng trăm trượng rơi thẳng xuống đầu pháp tắc tối cao. Đùng. Trong thoáng chốc. Toàn bộ bầu trời đêm cũng trở nên hư ảo. Đúng vào lúc này, dấu chân khổng lồ kia bỗng dưng biến mất không còn dấu vết, mà pháp tắc tối cao thậm chí chẳng hề nhúc nhích. Đứng giữa không trung, gương mặt của Lý Huyền Thanh chỉ còn lại vẻ khó tin, ngươi. Bấy giờ, pháp tắc tối cao mới xòe lòng bàn tay, nhốt. Âm thanh vừa dứt, không gian nơi Lý Huyền Thanh đang đứng lập tức biến thành một cái lồng nhốt đỏ rực như máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mũi Lý Huyền Thanh lập tức biến sắc, pháp tắc thiên địa, ngươi, ngươi là pháp tắc tối cao trong truyền thuyết. Pháp tắc tối cao đấy. Hình 1. Giờ khắc này, toàn thân Lý Huyền Thanh đang run lên bần bật. Pháp tắc tối cao là sự tồn tại như thế nào cơ? Đó là sự tồn tại đỉnh cao nhất mà vũ trụ này đang có. Đừng nói là gã cho dù lão tổ của Tiểu Động Thiên đứng trước mặt nàng ta cũng chỉ như con sâu cái kiến thôi. Pháp tắc tối cao tại sao lại ở đây chứ? Pháp tắc tối cao đang định nói gì đó thì nữ tử váy trắng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, hình như gã tới tìm ta. Nghe vậy, pháp tắc tối cao lập tức biến sắc, nàng ta vội vàng khom người, tiền bối, loại người này không xứng để tiền bối phải ra tay đâu. Thấy pháp tắc tối cao gọi cô gái váy trắng là tiền bối, Lý Huyền Thanh vô cùng kinh ngạc. Tiền bối. Pháp tắc tối cao kính cẩn với cô gái này đến vậy sao? Cô gái váy trắng nhìn sang Lý Huyền Thanh, mục tiêu của ngươi hình như là ta. Lý Huyền Thanh nhìn chằm chằm vào nàng, ngươi là ai? Cô gái váy trắng thoáng lắc đầu, tại sao cứ thích hỏi đi hỏi lại câu hỏi nhạt nhẽo này thế? Nói rồi, nàng nhìn về phía pháp tắc tối cao, ngươi có biết Tiểu Động Thiên gì đó nằm ở đâu không? Pháp tắc tối cao gật đầu. Cô gái váy trắng nói, chỉ hướng đi. Diệp Huyên. Pháp tắc tối cao thoáng do dự, nhưng vẫn chỉ về bên phải.
Cô gái váy trắng xòe lòng bàn tay, một thanh kiếm từ từ xuất hiện trong tay nàng, nàng vốn định xuất kiếm, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó nên bắt đầu nhíu mày. Chốc lát sau, cô gái váy trắng quay đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi cần một số đối thủ để rèn giũa, có đủ tự tin không? Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó quay đầu nhìn pháp tắc tối cao ở bên cạnh, tiểu động thiên kia mạnh lắm à? Pháp tắc tối cao cũng nhìn sang Diệp Huyên, không mạnh lắm đâu. Diệp Huyên khẽ gật đầu rồi mỉm cười, ta có đủ tự tin. Bên trong tháp giới ngục, tháp nhỏ thở dài trong lòng, tiểu chủ, đồ ngốc nhà ngươi, ngươi tự tin cái quần què gì mà tự tin. Người trước mặt ngươi là đỉnh cao hiện giờ của vũ trụ, không mạnh đối với người ta và không mạnh đối với ngươi là cùng một khái niệm sao. Nghe Diệp Huyên nói vậy, cô gái váy trắng khẽ gật đầu, vậy thì ngươi tự giải quyết đi. Nói rồi, nàng nhìn về phía Lý Huyền Thanh, gã gần giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Cô gái váy trắng phất tay một cái. Đùng. Toàn thân Lý Huyền Thanh rung lên kịch liệt, sau đó thân thể bỗng chốc biến mất không chút dấu hiệu. Lúc này, nàng mới nhìn sang Diệp Huyên, hấp thụ gã. Nghe vậy, Diệp Huyên không khỏi sững người, nhưng vẫn vội vàng buông thanh kiếm chấn hồn trong tay. Kiếm chấn hồn bỗng hóa thành một luồng sáng đen ngòm chui vào cơ thể Lý Huyền Thanh. Đùng! Toàn thân Lý Huyền Thanh rung lắc như cái sàng, dần dần, linh hồn của gã cũng bắt đầu tiêu tan rất nhanh chóng. Gã bị kiếm chấn hồn hấp thu rồi. Nhưng bởi vì linh hồn của gã quá mạnh nên kiếm chấn hồn không thể nào hấp thu toàn bộ ngay lập tức. Lý Huyền Thanh muốn phản kháng, nhưng gã phản kháng không nổi. Gã như bị ghim chặt lại. Khi thấy linh hồn của mình tiêu biến từng chút một, thời khắc ấy, Lý Huyền Thanh cuối cùng cũng khiếp sợ rồi. Gã thực sự thấy sợ rồi. Bởi vì gã biết rằng, một khi linh hồn của gã bị hấp thu sạch đồng nghĩa với việc gã sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Thanh đột nhiên giận dữ giống lên, người có dám để ta gọi người không? Gọi người. Diệp Huyên. Cô gái váy trắng đảo mắt liếc nhìn Lý Huyền Thanh. Bàn tay ngọc ngà của nàng khẽ vung lên, kiếm chấn hồn quay về trong tay nàng, nàng nhìn Lý Huyền Thanh, ngươi gọi đi. Lý Huyền Thanh lạnh lùng nhìn cô gái váy trắng, sau đó gã nhìn sang pháp tắc tối cao, tôn hạ, người sẽ không nhúng tay vào, đúng không? Thực ra, so với cô gái váy trắng thì gã sợ pháp tắc tối cao hơn. Ban nãy cô gái váy trắng tuy có thể tiêu diệt cơ thể của gã bằng một nhát kiếm, nhưng theo gã thấy... Đó là bởi vì pháp tắc tối cao đã giam cầm gã. Pháp tắc tối cao liếc qua Lý Huyền Thanh, ta sẽ không nhúng tay. Nghe vậy, Lý Huyền Thanh lập tức thấy thả lỏng, gã xòe bàn tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái chuông nhỏ màu tím. Lý Huyền Thanh lẩm nhẩm đọc chú ngữ, chiếc chuông màu tím nhanh chóng lao vọt lên trời, sau đó biến mất ở nơi sâu thẳm trên bầu trời sao. Khi ấy... Pháp tắc tối cao đột nhiên hỏi, đầu óc ngươi có vấn đề phải không? Lý Huyền Thanh nhìn pháp tắc tối cao, gã do dự đôi chút, tiền bối có ý gì ạ? Pháp tắc tối cao khẽ thở dài, nhưng không nói thêm gì nữa. Thực ra nàng ta bỗng dưng thấy thấu hiểu. Lý Huyền Thanh có ngu xuẩn không? Chắc chắn là không. Không nói tới Lý Huyền Thanh, ban đầu chính nàng ta cũng khinh thường cô gái váy trắng đấy thôi. Hình 1. Nhưng khác với Lý Huyền Thanh, cô gái váy trắng vừa ra tay, nàng ta đã biết cô gái này rất đáng sợ, là người của vòng ngoài. Cũng là người của vòng ngoài thứ hai mà nàng ta được gặp. Lúc này, cô gái váy trắng quay người bước tới trước mặt Diệp Huyên, đưa kiếm cho hắn. Diệp Huyên nhận lấy thanh kiếm rồi hỏi Thanh Nhi, sức mạnh của thời gian phải vận dụng thế nào? Cô gái váy trắng đáp, sức mạnh của thời gian ở trong đó có hai cách dùng, cách thứ nhất là tấn công. Cầm kiếm này, người có thể tiến vào chiều thời gian của bất kỳ ai theo ý muốn. Nói đến đây, nàng ngưng lại, ngoại trừ một kiểu người. Diệp Huyên vội vàng hỏi, kiểu người nào thế? Cô gái váy trắng nói, người tu hành thời gian. Nghe thấy câu nói này của cô gái váy trắng, pháp tắc tối cao ở bên cạnh đột nhiên biến sắc, tiền bối từng gặp qua người tu hành thời gian sao? Cô gái váy trắng liếc mắt nhìn nàng ta, từng gặp rồi. Pháp tắc tối cao trầm giọng hỏi, tiền bối cảm thấy họ thế nào? Cô gái váy trắng không để lộ cảm xúc gì, một đám nhược trí. Pháp tắc tối cao. Diệp Huyên hỏi, tại sao lại nói như vậy?
Cô gái váy trắng đáp, hướng tu hành của họ sai hết rồi. Pháp tắc tối cao vội vàng hỏi thêm, sai ở đâu cơ? Cô gái váy trắng liếc mắt nhìn pháp tắc tối cao, đừng hỏi câu hỏi cấp thấp như vậy. Pháp tắc tối cao. Diệp Huyên thoáng ngập ngừng và do dự. Thanh Nhi nhìn sang Diệp Huyên, muốn biết không? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái váy trắng lập tức giải thích, thời gian không hề tồn tại đơn độc, phải có thời không mới có thời gian, không có không gian, lấy đâu ra thời gian. Họ nghiên cứu thời gian nhưng lại bỏ qua không gian, chẳng khác nào đảo gốc thành ngọn. Thời gian được xây dựng dựa trên cơ sở của không gian. Nói xong, nàng nhìn sang Diệp Huyên, có hiểu không? Nếu vẫn không hiểu, ta sẽ nói kỹ càng hơn. Ở bên cạnh, biểu cảm của pháp tắc tối cao cực kỳ khó coi. Mẹ kiếp! Cách biệt giữa người với người sao lại lớn đến vậy? Diệp Huyên mỉm cười nịnh nọt, hiểu chứ? Cô gái váy trắng gật đầu, người chỉ cần ghi nhớ điều này, không gian và thời gian không thể nào tách rời được, cũng không phải là với quy tắc hiện tại của vũ trụ, không gian và thời gian không thể tách rời được, cũng chính là thời không đấy. Bởi vì nơi sinh linh tồn tại của vũ trụ này là ở trong thời không. Nói rồi, nàng nhìn sang thanh kiếm của Diệp Huyên, ta dùng dòng thời gian chính của vũ trụ này để rèn thân kiếm cho ngươi, cũng có nghĩa là, có thanh kiếm này, không một ai có thể tiến vào chiều thời gian của ngươi, bao gồm cả đám người tu hành thời gian kia. Thực ra sức mạnh thời gian của thanh kiếm này khá đặc thù, sau này ngươi từ từ nghiên cứu, đối với ngươi mà nói, nó sẽ có hiệu quả rất kỳ lạ. Diệp Huyên gật gật đầu, ta hiểu rồi. Đúng vào lúc này, pháp tắc tối cao ở bên cạnh thoáng do dự rồi hỏi, tiền bối, ban nãy ngươi nói trong quy tắc của vũ trụ hiện giờ, thời gian và không gian không thể tách rời được, ý tại ngôn ngoại là có thể tách rời ở vũ trụ khác sao? Cô gái váy trắng lạnh lùng lườm pháp tắc tối cao, tại sao ngươi nói nhiều thế nhỉ? Muốn chết phải không? Pháp tắc tối cao. Diệp Huyên. Pháp tắc tối cao lúc này lại cảm thấy vô cùng buồn bực. Sở dĩ nàng ta lại hỏi thế nguyên nhân chủ yếu là vì nàng ta nghĩ cô gái váy trắng hẳn là rất biết cách nói chuyện, dù sao Diệp Huyên có câu hỏi nào cũng đều giải đáp, hơn nữa thái độ khá tốt. Nhưng lúc này nàng ta mới nhận ra cô gái váy trắng chỉ có thái độ tốt với thiếu niên này thôi. Hiểu ra rồi thì pháp tắc tối cao không khỏi nhìn Diệp Huyên một hồi, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò. Rốt cuộc thiếu niên này là ai? Còn Lý Huyền Thanh ở một bên vẫn chưa chết nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, gã bỗng có linh cảm không lành, hơn nữa linh cảm này còn không ngừng lan rộng ra. Tại sao cô gái này lại dám quở trách pháp tắc tối cao trong truyền thuyết thế chứ? Còn pháp tắc tối cao này lại không dám phản kháng một lời. Rốt cuộc nàng ta là ai? Ở phía đằng xa, cô gái váy trắng cầm thanh kiếm của Diệp Huyên lên. Nàng lướt xuống dọc theo thân kiếm, cuối cùng đến mũi kiếm nàng khẽ búng một cái. Tiếng kiếm kêu vang vọng khắp tinh không. Thanh Nhi đưa kiếm trong tay cho Diệp Huyên, đặt một cái tên đi. Diệp Huyên cười nói, gọi là kiếm Thanh Huyên đi. Thanh Huyên. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, tên của ta và huynh. Diệp Huyên gật đầu cười nói, được không? Cô gái váy trắng nhếch môi, được quá ấy chứ. Diệp Huyên bật cười, ta cũng nghĩ tên này khá hay. Cô gái váy trắng bỗng quay đầu lại nhìn Lý Huyền Thanh, người của ngươi đến rồi. Lý Huyền Thanh nhìn cô gái váy trắng, cô nương, chuyện này có thể nể tình tiểu động thiên mà hòa không? Lúc này gã đã nhận ra chuyện không ổn, cô gái váy trắng trước mặt này không tầm thường. Cô gái váy trắng nhìn Lý Huyền Thanh, được. Lý Huyền Thanh thầm thở phào. Lúc này cô gái váy trắng lại nói, người chết thì có thể hòa. Lý Huyền Thanh. Các hạ khẩu khí lớn thật. Hình 1. Lúc này một giọng nói vang lên ở tinh không xa xôi đó, ngay sau đó uy lực cực kỳ đáng sợ ập đến nơi sâu thẳm của tinh không đó như sóng chiều, như thể muốn nghiền nát tinh không này vậy, cực kỳ đáng sợ. Pháp tắc tối cao nhìn về nơi sâu thẳm của tinh không, nhíu mày. Tiểu động thiên này điên rồi sao? Ai cho chúng to gan như thế? Lúc này một ông lão đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Ông lão mặc áo dài màu đen, tóc bạc phơ, hai mắt sắc như dao khiến người khác không dám nhìn thẳng. Trên đỉnh đầu ông lão có một vòng sáng màu vàng rất nhạt. Nhìn thấy ông lão này, Lý Huyền Thanh lập tức cúi người, sư tôn.
Ông lão nhìn Lý Huyền Thanh lạnh lùng trách mắng, thế mà lại bị người khác đánh đến mức thân tàn ma dại, cũng mất mặt quá rồi đấy. Lúc này cô gái váy trắng bỗng phất tay áo. Một tia kiếm quang bắn ra. Ông lão đó vẫn chưa phản ứng kịp nên bị kiếm quang đó đâm xuyên qua giữa trán, thoáng chốc thân xác ông ta bị tan vỡ, chỉ còn lại linh hồn. Lý Huyền Thanh. Ông lão cũng ngây người. Thân xác không còn nữa. Pháp tắc tối cao ở một bên nhìn cô gái váy trắng một cái, ánh mắt lóe lên tia kiêng dè. Bởi vì nàng ta cũng không đỡ được một kiếm vừa rồi. Ông lão đối diện cô gái váy trắng vẫn còn ngơ ngác, ông ta hơi hoang mang nhìn cô gái váy trắng, sao có thể? Cô gái váy trắng quay lại nhìn Lý Huyền Thanh, còn gọi người không? Lý Huyền Thanh nhìn cô gái váy trắng, không nói lời nào. Lúc này nỗi sợ trong lòng gã đã không thể hình dung bằng lời nữa. Sư tôn của gã là bán bộ tiểu thánh. Bán bộ tiểu thánh. Người đạt đến cấp bậc này đã chạm đến quy luật của vũ trụ hiện hữu, chỉ cần lĩnh hội là có thể đạt được vị trí thánh nhân, dung hợp với trời đất, tỏa sáng với trời trăng. Mà bây giờ cường giả bán bộ tiểu thánh lại không thể đỡ được một kiếm của cô gái này. Lý Huyền Thanh đã sắp suy sụp rồi. Không chỉ Lý Huyền Thanh mà ông lão đó cũng suy sụp. Tu hành cả đời rất ít khi thua trận, nhưng lúc này mình lại bị người ta giết trong tích tắc. Đúng lúc này cách đó mấy mươi trượng, không gian nơi đó bỗng nứt ra, sau đó một người phụ nữ bước ra. Người bước ra chính là Mạc Đao Nữ của giới cổ đại. Lúc Mạc Đao Nữ xuất hiện, mọi người đều nhìn về phía nàng ta. Lúc nhìn thấy Lý Huyền Thanh và ông lão đó chỉ còn lại linh hồn, Mạc Đao Nữ rất ngạc nhiên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Diệp Huyên bỗng nói, người đến tìm ta à? Mạc Đao Nữ nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn cô gái váy trắng và pháp tắc tối cao ở một bên, nàng ta im lặng một hồi mới nói, đi nhầm đường, làm phiền rồi. Nói rồi nàng ta xoay người đi khỏi đó. Cô gái váy trắng nhìn Mạc Đao Nữ, không ra tay để mặc cho nàng ta đi. Sau khi Mạc Đao Nữ đi, cô gái váy trắng bỗng xòe bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên đâm vào giữa trán Lý Huyền Thanh. Kiếm Thanh Huyên bắt đầu hút lấy linh hồn của Lý Huyền Thanh. Sắc mặt Lý Huyền Thanh thay đổi, gã nhìn về phía ông lão cách đó không xa, sư tôn, cứu con. Ông lão im lặng một lúc rồi nhìn cô gái váy trắng, các hạ, lần này tiểu động thiên ta sai rồi, không biết các hạ có thể nương tay không? Cô gái váy trắng lắc đầu, không thể. Ông lão nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng, các hạ, tổ tiên của tiểu động thiên có quen biết với pháp tắc tối cao. Lời nói hơi có ý đe dọa. Pháp tắc tối cao ở một bên đổi sắc, đừng nói bậy bạ, ta quen với tổ tiên ngươi lúc nào. Ông lão nhìn pháp tắc tối cao, ngươi là ai? Pháp tắc tối cao lạnh lùng nhìn ông lão không nói gì. Lúc này Lý Huyền Thanh ở một bên bỗng nói, sư tôn, nàng ta là pháp tắc tối cao. Nghe thế ông lão như bị đánh một đòn cực nặng, cả người sững sờ tại chỗ. Pháp tắc tối cao. Không lâu sau ông lão hoàn hồn, vội vàng cung kính, mong pháp tắc tối cao nể mặt tổ tiên ra tay cứu giúp. Nghe thế pháp tắc tối cao nổi giận, không khỏi mắng cứu cái đầu ngươi. Vẻ mặt ông lão lập tức cứng nhắc. Sao lại còn mắng người ta? Pháp tắc tối cao vội quay đầu sang nhìn cô gái váy trắng ở một bên, tiền bối, ta không có liên quan gì với tiểu động thiên cả. Cô gái váy trắng nhìn pháp tắc tối cao, nếu có cũng không sao. Ta không để ý. Nghe thế pháp tắc tối cao đổi sắc, vội lắc đầu, không có. Ta không có liên quan gì đến chúng. Cô gái váy trắng nhìn pháp tắc tối cao không nói gì. Lúc này ông lão đó ở một bên bỗng ngạc nhiên nói, ngươi là pháp tắc tối cao thật sao? Nếu ngươi là pháp tắc tối cao thì tại sao lại? A, pháp tắc tối cao đột nhiên tức giận nhìn ông lão, ngươi có thể mau đi chết đi không? Mẹ nó! Lúc này trong lòng nàng ta nghẹn sắp chết rồi. Bà đây có thể không sợ sao? Không sợ thì bà đây đã giống thầy trò các ngươi lâu rồi. Ông lão nhìn pháp tắc tối cao, ngươi không thể là chí tôn, nếu là chí tôn sao có thể sợ một cô gái loài người như thế? Chắc chắn ngươi giả mạo, thế mà lại dám giả mạo pháp tắc tối cao, ngươi không sợ bị Chu Di thập tộc sao? Pháp tắc tối cao.
Lúc này Lý Huyền Thanh ở một bên bỗng run giọng nói, sư tôn, nàng ta là chí tôn thật. Ông lão tức giận nói, không thể nào, pháp tắc tối cao là chí tôn trời đất, sao có thể sợ sệt như thế? Tuyệt đối không thể là chí tôn. Pháp tắc tối cao nhìn chằm chằm ông lão đó, từ trước đến nay nàng ta chưa từng muốn giết một người như lúc này. Nếu không phải kiêng kỵ cô gái váy trắng, nàng ta đã tát chết ông lão này rồi. Ông lão đó còn muốn nói gì đó, lúc này kiếm thanh huyên bỗng rung lên dữ dội, sau đó hút hết linh hồn của Lý Huyền Thanh. Một luồng khí tức linh hồn cực mạnh bộc phát từ trong kiếm thanh huyên, ngay tức khắc cả tinh không tràn ngập khí tức linh hồn. Mà sau khi hấp thụ linh hồn của Lý Huyền Thanh, kiếm thanh huyên hóa thành kiếm quang đâm vào giữa trán ông lão đó. Linh hồn ông lão run lên, sau đó linh hồn bắt đầu tiêu biến với tốc độ cực kỳ nhanh. Ông lão nhìn cô gái váy trắng, rốt cuộc ngươi là ai? Cô gái váy trắng không đáp lời ông ta mà quay lại nhìn Diệp Huyên, ta sắp đi rồi. Sắp đi. Diệp Huyên im lặng một lúc nói, muội đi rồi có còn về không? Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, có. Diệp Huyên hỏi, bao giờ? Cô gái váy trắng nói, lúc nhớ huynh. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó bật cười, Thanh Nhi, vậy lúc ta nhớ muội thì phải làm sao? Thanh Nhi nghĩ ngợi một lúc rồi nói, thì ngắm kiếm trong tay. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, sau đó nói, nếu ta muốn gặp muội thì có thể đi tìm muội không? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, có thể, nhưng huynh phải trở nên rất mạnh, huynh mới có thể tìm được ta. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Hình 1. Thanh Nhi nhẹ nhàng xoa gò má Diệp Huyên khẽ giọng nói, ta đợi huynh đến tìm ta. Nói rồi nàng ấy xoay người đi mất. Khoảnh khắc nàng ấy xoay người, cả người nàng ấy biến mất đâu không thấy. Mà sắc mặt của pháp tắc tối cao cũng thay đổi, nàng ta quay đầu lại nhìn, lúc này nàng ta đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của cô gái vậy trắng. Một bước này đã vượt ra khỏi vũ trụ hiện có này. Sắc mặt pháp tắc tối cao lại trở nên nghiêm trọng. Ở vũ trụ này cũng chỉ có sự tồn tại ở cấp bậc như nàng ta mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của cô gái váy trắng. Nhìn Thanh Nhi đã biến mất, Diệp Huyên sững sờ. Ra đi rất quả quyết. Không chút tiếc nuối, dây dưa nào. Cũng giống như lúc nàng ấy đến. Thật lâu sau đó, Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, đợi ta. Nói rồi hắn nhìn ông lão cách đó không xa, lúc này linh hồn của ông ta đã hoàn toàn mờ nhạt. Ông lão nhìn Diệp Huyên, người nghĩ chuyện thế là kết thúc rồi sao? Ngươi! Lúc này pháp tắc tối cao đó bỗng vung tay phải lên. Ông lão bị tiêu diệt. Nàng ta đã muốn giết chết tên ngu ngốc này lâu rồi. Diệp Huyên nhìn pháp tắc tối cao, lúc này kiếm thanh huyên của hắn quay lại trước mặt hắn, tiểu hồn hơi phấn khích nói, tiểu chủ, bây giờ ta mạnh lắm. Ha ha! Sau khi được Thanh Nhi giúp đỡ, cấp bậc của tiểu hồn đã đột phá khỏi ràng buộc của bản thân. Có thể nói bây giờ trong các kiếm tiểu hồn chỉ đứng sau tam kiếm. Kiếm linh cũng rất mạnh, nhưng cha hắn dùng mới mạnh được. Như Thanh Nhi đã nói, kiếm linh không nhận hắn là chủ thì hắn không thể nào làm được đến mức người kiếm một lòng. Diệp Huyên thu kiếm lại, hắn nhìn pháp tắc tối cao hơi cúi người, chào tiền bối, ta tên là Diệp Huyên, sau này mong được chăm sóc. Pháp tắc tối cao. Thần sắc của pháp tắc tối cao có vẻ kỳ lạ. Cái tên này, nàng ta cũng không dám sơ suất, lập tức gật đầu rất khẽ, Diệp công tử, tên tiểu động thiên này có vẻ không đơn giản, chớ khinh suất. Thực ra nàng ta muốn tiêu diệt tiểu động thiên không chỉ vì muốn kết được thiện duyên cùng huynh muội Diệp Huyên, mà còn vì tên tiểu động thiên này khiến nàng ta vô cùng khó chịu. Thế nhưng, nàng ta sẽ không làm thế đâu. Bởi vì nàng ta vẫn còn nhớ rõ một câu nói của cô gái váy trắng ban nãy, đó chính là... Cô gái váy trắng muốn để Diệp Huyên tự giải quyết hắn ta. Điều này rõ ràng là muốn đưa tiểu động thiên cho Diệp Huyên rèn luyện đó. Dường như nghĩ tới điều gì đó, pháp tắc tối cao đột nhiên hỏi, Diệp công tử, vị tiền bối ban nãy là. Diệp Huyên mỉm cười, muội muội của ta. Pháp tắc tối cao nhìn Diệp Huyên, muội muội. Diệp Huyên gật đầu. Pháp tắc tối cao im lặng không nói gì, nhưng sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Chốc lát sau, pháp tắc tối cao mới nói, Diệp công tử, bảo trọng. Nói rồi, nàng ta quay người bỏ đi.
Đối với nàng ta mà nói, hôm nay là một ngày vô cùng có ý nghĩa. Nhiều lúc nàng ta ý thức được, sự nhỏ bé của mình cũng không hẳn là một chuyện tồi tệ. Sau khi pháp tắc tối cao bỏ đi, Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thanh kiếm trong tay hắn hiện giờ quá là lợi hại. Tuyệt trần cảnh. Hắn thực sự có thể giết chết kẻ đó bằng một nhát kiếm. Đừng nói là tuyệt trần cảnh, cho dù là cường giả thời không cảnh bình thường, hắn cũng có thể chém chết được. Thực ra hiện giờ hắn cũng có cơ hội đạt tới tuyệt trần đấy, nhưng hắn vẫn muốn tu luyện đăng thiên cảnh trước. Hắn muốn tu tới cảnh giới vô hạn. Đánh đâu vững đó. Thoáng chốc sau, Diệp Huyên mới thu kiếm, quay người rời đi. Chấm chấm chấm. Ở một tinh không khác, Tam Yêu Vương đột nhiên ngừng bước. Sứ Mục ở bên cạnh ông ta hỏi, sao thế? Tam Yêu Vương nhìn về phía điểm tận cùng xa xôi của tinh không ấy, Lý Huyền Thanh mất rồi. Chết rồi. Sắc mặt Sứ Mục lập tức xa sầm. Nữ nhân đó đã giết Lý Huyền Thanh rồi. Tam Yêu Vương nhẹ nhàng nói, nàng ta mạnh hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều, chắc hẳn nàng ta đã vượt qua thời không cảnh rồi. Sứ Mục nhìn về phía Tam Yêu Vương, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Tam Yêu Vương trầm ngâm trong khoảnh khắc, về nước thiên yêu thôi. Nói xong, ông ta quay người bỏ đi. Mối thù này, nước thiên yêu không thể báo thù được. Trực giác nói cho ông ta biết rằng, nếu lựa chọn báo thù, sẽ có thêm nhiều người khác phải chết. Sứ Mục liếc mắt nhìn nơi sâu thẳm xa xôi của tinh không này, chốc lát sau cũng quay người rời đi. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên quay về thành Chư Thiên. Mà lúc này đây, bốn người Kiếm Mộc đều đang bế quan. Ai cũng đang nhắm tới tuyệt trần. Bên trong đại điện Kiếm Minh, Diệp Huyên nhìn Kiếm Si trước mặt, Niệm tỷ đi rồi sao? Kiếm Si gật đầu, sau khi xuất quan, họ đã rời đi rồi. Diệp Huyên hỏi, có biết họ đi đâu không? Kiếm Si lắc đầu, không biết. Diệp Huyên thấy bất đắc dĩ, Niệm tỷ này thật là, rời đi cũng không đánh tiếng với hắn một câu. Kiếm Si liếc mắt nhìn Diệp Huyên, hình như cậu trở nên mạnh hơn rồi. Diệp Huyên cười đáp, chẳng phải người cũng đạt tới đăng thiên cảnh rồi sao? Kiếm Si hiện giờ là cường giả đăng thiên cảnh, đã vậy khí tức hồn hậu, cường giả đăng thiên cảnh tầm thường tuyệt đối không thể bì được. Kiếm Si im lặng trong thoáng chốc, thời gian tới cậu dự tính thế nào? Diệp Huyên mỉm cười, tới cổ giới. Kiếm Si thoáng nhíu mày, cổ giới. Diệp Huyên hỏi, người biết ư? Kiếm Si gật đầu, mấy người kiếm tuyệt cũng từng tới đó. Diệp Huyên cười hỏi, có hiểu nhiều về bên đó không? Kiếm Si lắc đầu, ta không hiểu gì, nhưng mấy người kiếm tuyệt chắc hẳn thấu hiểu đôi chút về bên đó. À phải rồi, bọn ta có một vị kiếm tu ở bên đó, hình như sống cũng khá lắm. Diệp Huyên vội vàng hỏi, ai thế? Kiếm Si đáp, Kiếm Tâm Tâm. Nàng ta là người tới cổ giới sớm nhất. Kiếm Tâm Tâm. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta nhớ rồi. Kiếm Si do dự trong thoáng chốc rồi mới hỏi, cậu có muốn quay về chấp trưởng Kiếm Minh không? Diệp Huyên bật cười, chẳng phải người vẫn chấp trưởng rất tốt đó sao? Kiếm Si lắc đầu, quá nhiều việc vặt vãnh, ảnh hưởng tới việc tu luyện của ta. Diệp Huyên vội vàng hùa theo, ta cũng sợ việc vặt lắm. Kiếm Si lắc đầu, các cậu ai cũng sợ. Diệp Huyên cười ha hả, hiển nhiên, mấy người kiếm tuyệt cũng không muốn chấp trưởng Kiếm Minh. Hình 1. Kiếm Si trầm giọng nói, bất kể thế nào, nơi này là nhà của cậu, nhớ lấy, không sống nổi ở cổ giới thì quay về giống như mấy người kiếm tuyệt ấy. Diệp Huyên sững người không sống nổi nữa. Kiếm Si liếc mắt nhìn Diệp Huyên, có biết tại sao đám người kiếm tuyệt lại phải quay về không? Diệp Huyên trầm giọng hỏi. Không phải vì không thể sống nổi nữa chứ. Kiếm Si điềm tĩnh đáp, họ ở bên đó suốt ngày đánh nhau, kẻ thù nhiều không kể hết. Sau khi cậu qua đó, tốt nhất đừng nói mình là thiếu chủ của Kiếm Minh, nếu không, cậu sẽ khó sống lắm. Diệp Huyên. Kiếm Si đột nhiên nói, ta phải tu luyện rồi, cậu cứ đi dạo trong Kiếm Minh tùy ý, thích thứ gì, muốn lấy cứ lấy. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, hắn thấy hơi nghẹn lời. Ta lấy cái quái gì được? Bên trong Kiếm Minh này chẳng có cái khỉ gì hết.
Diệp Huyên đột ngột cất tiếng gọi, Kiếm Si, đợi đã. Ở phía xa, Kiếm Si dừng bước, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên bước tới trước mặt Kiếm Si, hắn mỉm cười, sau đó chụm ngón tay của bàn tay phải, chỉ vào mi tâm của Kiếm Si. Đùng! Cơ thể Kiếm Si khẽ rung lên, ngay sau đó, vô số thông tin ảo vào mi tâm của nàng. Những thông tin này là hướng dẫn mà Thanh Nhi dành cho hắn trước đó, bao gồm lời kể về vô hạn, hắn đưa hết cho Kiếm Si. Hắn cảm thấy, những thứ này sẽ rất có ích với nàng. Phải biết rằng, Thanh Nhi là đã vượt qua cả người sáng tạo nên cảnh giới này, nàng ta là người đã nhảy ra khỏi vòng tròn cảnh giới. Dần dần, sắc mặt Kiếm Si trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bấy giờ Diệp Huyên mới thu tay về. Kiếm Si mở to đôi mắt nhìn về phía Diệp Huyên, thực sự có thể làm đến vô hạn ư? Diệp Huyên gật đầu. Kiếm Si trầm ngâm rất lâu, hoàn toàn đảo lộn nhận thức của ta rồi. Diệp Huyên mỉm cười, hy vọng giúp ích được cho người. Kiếm Si nhìn Diệp Huyên, giúp ích rất nhiều chứ, đa ta cậu. Nói rồi, nàng quay đầu nhìn sang một hướng, ta phải bế quan, nếu Kiếm Minh chưa sụp đổ thì đừng gọi ta. Nói xong, nàng lại nhìn sang Diệp Huyên, cậu nhớ bảo trọng. Dứt lời, nàng quay người, rảo bước biến mất ở nơi xa. Diệp Huyên mỉm cười, hắn cũng đứng dậy rời đi. Chưa được bao lâu đã tới một viện tử. Đây là viện tử của An Lan Tú. Lần này hắn đến đây, ngoài việc muốn tạm biệt đám người Kiếm Si, còn có một mục đích khác, đó là dẫn Trương Văn Tú và An Lan Tú đi theo cùng. Đúng lúc này, cánh cửa viện tử của An Lan Tú đột nhiên mở ra, An Lan Tú bước ra. Nàng vẫn mặc chiếc váy trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần. Diệp Huyên vội vàng bước tới trước mặt An Lan Tú. Hắn nhìn nàng, đăng thiên sao? An Lan Tú gật đầu. Lúc này đây nàng và Diệp Huyên cùng là đăng thiên cảnh. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, vẫn là đăng thiên sao? Diệp Huyên gật đầu, sau này, có lẽ ta sẽ giữ nguyên đăng thiên cảnh rất lâu. An Lan Tú hỏi, tại sao? Diệp Huyên không nói gì, hắn chụm ngón tay chỉ vào mi tâm của An Lan Tú. Đùng! Cơ thể An Lan Tú khẽ rung lên, qua một lúc lâu sau, nàng mở bừng hai mắt, trong đôi mắt là vẻ nặng nề, nàng ta nói như vậy. Diệp Huyên gật đầu, đồng thời nàng ta cũng làm được. An Lan Tú trầm mặc trong chốc lát, thật đáng sợ. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, ta càng trở nên mạnh hơn càng thấy Thanh Nhi đáng sợ hơn, ở bên cạnh nàng ta, thực sự cảm thấy bị đả kích. Sự lớn mạnh của Thanh Nhi giống như không có điểm tận cùng. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, cùng cố gắng nhé. Diệp Huyên cười ha hả, cùng cố gắng nhé. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, các ngươi quên ta rồi sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn sang, một nữ tử chậm rãi bước tới, người này chính là Trương Văn Tú. Diệp Huyên bật cười, chỉ thiếu mỗi Linh Nhi thôi. Huynh! Một âm thanh khác cũng đột ngột vang lên từ bên còn lại. Diệp Huyên vừa quay người. Diệp Linh đã xuất hiện trước mặt hắn, lúc này cô bé cũng cao hơn đôi chút. Diệp Huyên nắm lấy bàn tay của Diệp Linh, cười nói, chúng ta đi nào. Nói rồi, hắn đưa ba nữ tử này vào bên trong tháp nhỏ. Tháp nhỏ bây giờ không phải là tháp nhỏ tầm thường, ở trong đó tu luyện 10 năm mới tương đương với 1 năm ở bên ngoài, bây giờ tháp nhỏ chẳng khác nào thần khí siêu cấp. Sau khi tiến vào bên trong tháp nhỏ, ba nữ tử cũng chấn động. Hình 1. Dòng thời gian chảy trôi ở bên trong khác hẳn với bên ngoài. Đây là thủ pháp thần kỳ gì vậy? Thực ra đảo ngược dòng thời gian với biên độ nhỏ không hề khó, trước đó Diệp Huyên cũng từng sở hữu loại bảo vật tương tự, nhưng so với tháp nhỏ thì đúng là một trời một vực. Bởi vì nói cho đúng hơn, thế giới bên trong tháp như hoàn toàn độc lập với vũ trụ này. Bất kỳ quy tắc hay đạo lý nào của vũ trụ này cũng không thể bó buộc được tháp nhỏ. Giải thích đơn giản hơn, Thanh Nhi đã đưa tháp nhỏ ra khỏi vòng rồi. Một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi Kiếm Minh, quay về Thanh Thành. Sau khi về tới Thanh Thành, Diệp Huyên cũng không nấn ná quá lâu. Hắn và Thác Bạt Ngạn ở cùng nhau mấy ngày, sau đó lại cùng Mạc Vân và những người khác tụ tập vài ngày. Khoảng nửa tháng sau, Diệp Huyên xuất phát tới cổ giới. Bây giờ hắn muốn đi gặp cường giả đỉnh cao của vũ trụ hiện tại.
hắn không biết vị trí cụ thể của cổ giới, thế nên, hắn không thể dùng kiếm thanh huyên lao tới cổ giới. Không thể không thừa nhận, kiếm thanh huyên này quá lợi hại, bây giờ nếu hắn muốn chạy trốn, người bình thường không thể ngăn lại được. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã xuyên qua vô số tinh vực. Mà điều hắn muốn làm nhất hiện giờ là tìm một cường giả tuyệt trần cảnh để đánh một trận, à không, là tìm một cường giả thời không cảnh đánh một trận. Hắn muốn thử xem rốt cuộc kiếm thanh huyên đáng sợ tới mức nào. Đúng vào lúc này, tinh không trước mặt Diệp Huyên bỗng rung lên bần bật, ngay sau đó, mười mấy hắc y nhân xuất hiện trước mặt hắn. Toàn bộ những người này là tuyệt trần cảnh, đã vậy khí tức còn hồn hậu, vừa nhìn đã biết là không hề gian lận rồi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hình như bây giờ hắn không có kẻ địch nào mới. Chẳng lẽ là người của Tiểu Động Thiên? Nhưng nếu là người của Tiểu Động Thiên, không thể nào chỉ phái tuyệt trần cảnh tới. Lúc này, một hắc y nhân đi đầu đột ngột lên tiếng, ngươi chính là tên Diệp Huyên đó đúng không? Diệp Huyên gật đầu, là ta. Hắc y nhân kia nhìn hắn, giao ngay suối nguồn vĩnh sinh cấp thần ra đây, ta có thể tha mạng cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức hiểu ngay. Đám người này tới đây vì suối nguồn vĩnh sinh. Diệp Huyên liếc mắt nhìn hắc y nhân rồi đáp ngươi, thêm cả các ngươi nữa, nào, cùng xông lên đi. Ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt, xem thế nào là vô địch. Đám đông. Bên trong cơ thể Diệp Huyên, tiểu tháp khẽ thở dài, thôi xong, tiểu chủ lại bắt đầu chế độ thể hiện rồi. Vô địch. Nhóm người áo đen trố mắt nhìn nhau. Cái tên đăng thiên cảnh này mà dám tự xưng vô địch ư? Người dẫn đầu lên tiếng, đừng xem thường, tên này không đơn giản. Hắn ta nhìn Diệp Huyên, ngươi chỉ mới đến đăng thiên cảnh, căn bản không thể giữ được suối nguồn vĩnh sinh cấp thần kia. Nếu ngươi biết khôn thì tốt nhất hãy. Đúng lúc này, một thanh kiếm đã đâm xuyên qua trán hắn ta. Giọng nói người áo đen im bặt. Xiết trong nháy mắt. Những tên áo đen khác sửng sốt. Bị giết trong nháy mắt rồi ư. Bản thân Diệp Huyên cũng kinh ngạc. Mình mà lại giết được đối phương chỉ trong nháy mắt. Hắn ta là tuyệt trần cảnh đầy. Hơn nữa vừa rồi hắn chỉ chém ra một đường hết sức tùy tiện, hoàn toàn không phải nhất kiếm định sinh tử hay thuật rút kiếm gì. Vậy mà lại thành công giết chết một cường giả tuyệt trần cảnh trong nháy mắt. Đây là chỗ đáng sợ của kiếm thanh huyền sao. Khi vừa xuyên thủng trán người áo đen, thanh kiếm ngay lập tức điên cuồng hấp thu linh hồn hắn ta, chỉ trong phút chốc đã cắn nuốt sạch sẽ. Những người áo đen còn lại bắt đầu luống cuống tay chân. Bị giết rồi. Lão đại nhà chúng bị giết trong nháy mắt. Thế này thì còn chơi gì nữa? Bọn chúng lập tức bỏ chạy. Vào lúc này, lại có người khẽ động tâm niệm. Xoẹt 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 xoẹt. Chỉ trong chớp mắt. Mười mấy cái đầu máu chảy đầm đìa văng ra xa. Trong cùng một lúc. Sau đó, kiếm thanh huyền bất thình lình xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ. Hắn đã đánh giá thấp sự đáng sợ của thanh kiếm này. Khi đã không còn trở ngại từ thời không, tốc độ của kiếm thanh huyền thật sự là quá khủng khiếp. Đừng nói tuyệt trần cảnh, cho dù là một vài cường giả thời không cảnh cũng không ngăn lại được. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Giờ phút này, có một loại cảm giác sinh ra trong lòng hắn. Vô địch. Chính là vô địch. Khi cầm kiếm trong tay, hắn chợt cảm thấy cường giả thời không cảnh cũng chỉ như con kiến dưới đất. Chân mày Diệp Huyên bỗng cau lại. Hắn bỗng phát hiện có lẽ cầm thanh kiếm này không phải chuyện tốt. Bởi đây là sức mạnh của kiếm, không phải của hắn. Hắn phải hiểu rõ điều này. Bằng không sẽ lạc lối trong sức mạnh ấy. Nhưng hắn cũng sẽ không vứt bỏ thanh kiếm. Bởi đây là vật thanh nhi đặc biệt tạo ra cho hắn. Hắn chỉ cần giữ vững bản tâm, nhận biết rõ bản thân là được rồi. Một hồi sau, Diệp Huyên thu kiếm thanh huyền về, hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối vũ trụ. Đến cổ giới. Chấm chấm chấm. Cổ giới. Nơi này tọa lạc tại tinh vực cổ thần, là một tinh vực vô cùng xưa cũ, không chỉ có lịch sử lâu đời mà còn có văn minh võ đạo cực kỳ mạnh mẽ. Nó được tôn làm trung tâm của vũ trụ hiện hữu.
thậm chí rất nhiều võ giả còn xem nó như nơi bắt nguồn của văn minh võ đạo trong mọi vũ trụ hiện nay. Tinh vực cổ thần sầm uất náo nhiệt, các thế lực rắc rối phức tạp. Ở lối vào, có một lão già mặc áo bào màu xám cho đang liên tục đánh giá những người đang bước vào tinh vực. Tấm lưng lão ta hơi còng, cả người trông có vẻ gầy gò nhưng ánh mắt lại rất có tinh thần. Đứng bên cạnh lão là một người đàn ông trung niên. Người này cũng nhìn dòng người ra ra vào vào kia, cười nói, lão Lý quan sát lâu như vậy, vẫn chưa tìm thấy ai phù hợp sao. Lão áo xám nhàn nhạt nói, làm nghề như chúng ta không thể hấp tấp, phải chọn đúng người để ra tay. Người đàn ông trung niên cười, bọn họ nói với ta lão Lý sẽ cực kỳ cẩn thận khi chọn con mồi, xem ra không hề nói ngoa. Lão lại có thể nhẫn nhịn đứng đợi ở đây hàng giờ mà không ra tay. Lão Lý nhìn gã, người làm nghề như chúng ta nếu chọn chúng kẻ có chỗ dựa thì xem như tự tìm đường chết. Hình 1. Người đàn ông trung niên lắc đầu, ông lo xa quá rồi, trên đời làm gì có nhiều người có chỗ dựa đến vậy. Lão Lý cẩn tắc vô ưu. Người đàn ông trung niên còn muốn nói thêm gì thì bỗng thấy lão Lý quay phắt lại nhìn về phương xa, nơi một thiếu niên đang chậm rãi đi đến. Thiếu niên không ngừng quan sát đánh giá khắp nơi đầy tò mò. Đôi mắt lão Lý híp lại, như đang muốn nhìn thấu Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên cười, lão Lý có mục tiêu rồi sao? Lão già không nói gì mà chỉ đi về phía thiếu niên. Người đàn ông trung niên, lão không sợ hắn có chỗ dựa à? Lão Lý quan sát thiếu niên kia một hồi, nói, hắn ăn mặc tầm thường, trên tay chỉ có một nhẫn chứa đồ, không phải hạng người giàu sang phú quý. Hơn nữa hắn chỉ mới đến đăng thiên cảnh, 20 tuổi mà đến cảnh giới này, tư chất xem như bình thường, hẳn không thuộc về thế lực lớn nào. Cuối cùng, hắn vừa đi vừa nhìn ngắm khắp nơi, có thể thấy là lần đầu đặt chân đến tinh vực cổ thần, bên người lại không có ai bầu bạn. Nếu hắn có chỗ dựa thì tuyệt đối không thể đi một mình được. Lão lại sải bước đi đến. Thiếu niên đằng kia không phải ai khác ngoài người vừa đặt chân đến tinh vực cổ thần Diệp Huyên. Trong lòng hắn đã có chút hoảng sợ. Linh khí nơi này thuần khiết vô cùng, nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Hắn còn cảm nhận được rất nhiều suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh nữa. Hắn dùng thần thức quét một lượt, đã phát hiện hơn 100 dòng. Suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh ở nơi này tràn lan như cỏ dại mọc bên vệ đường vậy. Rất tốt. Đây là đánh giá của Diệp Huyên dành cho vùng đất này. Mà nơi như thế này, cường giả chắc chắn nhiều như mây bay. Quả nhiên là có nhiều khi, nơi sinh thành cũng vô cùng quan trọng. Diệp Huyên lướt nhìn bốn phía một hồi, đang muốn đi tiếp thì thấy có một lão già xuất hiện trước mặt. Lão ta quan sát hắn một phen, mỉm cười thân thiện, tiểu hữu lần đầu đến đây sao? Diệp Huyên nhìn lão, đúng vậy. Nụ cười trên môi lão già lại càng thêm phần từ ái, tiểu hữu đến một mình hay. Diệp Huyên chớp mắt, đi cùng trưởng bối trong nhà. Trưởng bối trong nhà. Nụ cười lập tức héo đi mấy phần. Lão già đánh mắt nhìn sau lưng Diệp Huyên nhưng không phát hiện ra ai, bèn chần chừ hỏi, không biết tiểu hữu từ đâu đến. Diệp Huyên, Thiên Yêu Quốc. Thiên Yêu Quốc. Lão già rét run, lại cẩn thận quan sát Diệp Huyên, thì ra là Thiên Yêu Quốc. Không biết tiểu yêu xưng hô thế nào. Diệp Huyên, ở ngoài thì không ai gọi là thiếu quốc chủ cả. Họ gọi ta là Diệp Huyên. Thiếu quốc chủ. Lão già kinh ngạc vô cùng, thiếu quốc chủ ư. Diệp Huyên chớp mắt, có vấn đề gì sao? Lão nhìn hắn với vẻ hoài nghi, thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc mà chỉ mới đến đăng thiên cảnh. Không thể nào. Diệp Huyên bước đến, cười hỏi, ông cho rằng ta thật sự chỉ mới đến đăng thiên cảnh à? Lão già. Diệp Huyên, ông cản đường ta có chuyện gì không? Lão già do dự rồi lại hỏi, các hạ thật sự là thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc sao? Lão vẫn không tin. Thiên Yêu Quốc là một siêu thế lực, gần như ngang hàng với cổ giới. Thiếu quốc chủ của họ sao có thể chỉ mới đến đăng thiên cảnh? Diệp Huyên không giải thích mà chỉ nhún vai, tin hay không thì tùy. Hắn nhấc chân đi được hai bước thì dừng lại, thử nghĩ xem, trên đời này có ai dám mạo danh thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc? Nói xong lại tiếp tục cất bước. Lão già sau lưng trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu cười, cũng phải, ai lại có lá gan ấy chứ? Hẳn là đang sợ mình sống quá lâu rồi.
Lão vội vàng đuổi theo Diệp Huyên, ôm quyền nói, thiếu quốc chủ, tại hạ Lão Lý, nắm rõ tinh vực cổ thần này như lòng bàn tay. Thiếu quốc chủ có yêu cầu gì xin cứ việc phân phó. Lão cho rằng cơ hội của mình đã đến. Đây chính là một cơ hội tốt. Nếu có thể kết thiện duyên với thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc thì ngày sau há chẳng phải sẽ thăng tiến như diều gặp gió hay sao? Diệp Huyên nhìn lão ta, cười nói, ông chưa gì hết đã tin ta là thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc rồi à? Không sợ ta giả mạo sao? Lão Lý cười, như thiếu quốc chủ đã nói, có ai dám mạo hiểm nhận lấy cái danh này chứ? Chẳng khác gì muốn tru di cửu tộc. Tru di cửu tộc. Diệp Huyên nghĩ ngợi, cửu tộc, tức là cha có trốn đằng trời cũng không thoát. Ngoài ra thì Thanh Nhi cũng không thoát được. Còn cả đại ca nữa, hắn và đại ca đã xưng huynh gọi đệ, chắc vậy là được tính vào cửu tộc rồi. Nói cách khác, nếu có người muốn tru di cửu tộc hắn thì phải giết được cha, đại ca và Thanh Nhi. Khó như lên trời. Diệp Huyên nghĩ vậy bèn không khỏi bật cười. Nói vậy thì thứ hắn không sợ nhất trên đời chính là bị tru di cửu tộc. Lão Lý bỗng lên tiếng, thiếu quốc chủ. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, cười hỏi, gọi ta Diệp Huyên là được. Lão Lý vội nói, không dám, tại hạ sao có thể gọi tên của thiếu quốc chủ được. Diệp Huyên, không sao, lần này là ta lén trốn ra ngoài, nên phải thật kín tiếng, hiểu chưa? Kín tiếng. Lão Lý do dự rồi gật đầu, hiểu rồi. Diệp Huyên, đưa ta đến cổ thần thành đi, ta muốn đi xem thử cổ giới này có những siêu thiên tài nào. Lão Lý nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, dám nói ra những lời này thì chắc chắn là thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc rồi, không chạy đi đâu được. Lão vội nói, mời Diệp công tử theo ta. Sau đó lão dẫn Diệp Huyên đi về phía xa. Không bao lâu sau, có một người đàn ông mặc khôi giáp xuất hiện trước mặt họ, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cau mày, muốn gì đây? Lão Lý, Diệp công tử, ai muốn bước vào tinh vực cổ thần đều phải nộp lên 10 viên vĩnh sinh thánh tinh. 10 viên vĩnh sinh thánh tinh. Diệp Huyên mở to mắt, nhìn sang Lão Lý. Lão Lý ngẩn ra, thiếu quốc chủ này có ý gì? Nhưng rồi lão nhanh chóng tỉnh ngộ. Lão vội móc ra 20 viên vĩnh sinh thánh tinh đưa tới. Người đàn ông mặc giáp nhận lấy rồi biến mất. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn trên tay Lão Lý. Ban nãy hình như vừa phải tốn nhiều tiền lắm thì phải. Lão Lý bỗng nói, Diệp công tử, đến 20 viên vĩnh sinh thánh tinh mà cũng không có sao. Lão đã bắt đầu hoài nghi thân phận Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn ngó quanh quất, kéo lão ta đến gần rồi xòe tay ra. Thấy Linh Sơ xuất hiện trên tay hắn, Lão Lý lập tức biến sắc đệt. Trên người cậu có cả suối nguồn cấp thần. Diệp Huyên lập tức thu nó về, nghiêm mặt nói, kín tiếng thôi. Kín tiếng. Lão Lý. Hình một. Giờ phút này, Lão Lý đã không còn chút nghi ngờ nào với thân phận thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc của Diệp Huyên nữa. Mang theo suối nguồn cấp thần bên người. Cấp thần, chỉ có những thế lực cao cấp như Thiên Yêu Quốc và cổ thần giới mới có thể có được. Bởi vì suối nguồn cấp thần cơ bản đều nằm trong tay họ. Thế là lão càng tôn sùng Diệp Huyên. Đây thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc hàng thật giá thật. Nhất định phải phục vụ tận tình. Hai người tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyên hỏi, Lão Lý nói cho ta nghe về cổ giới đi. Ông cũng biết Thiên Yêu Quốc ta cách nơi đây khá xa, vì vậy ta không hiểu biết nhiều về những thế lực nơi này. Lão Lý gật đầu lia lịa, Diệp công tử. Cổ giới này có rất nhiều thế lực, vì thế cũng rất phức tạp khi thường có thế lực bên ngoài tiến vào. Nhưng bọn họ muốn kiếm một chỗ đứng là rất khó khăn, bởi vì địa phương này cực kỳ bài ngoại. Diệp Huyên, thế lực mạnh nhất là gì? Lão Lý có hai cái. Thứ nhất là Đại Linh Thần Cung nằm ở cổ thần thành, tòa thành này phụ thuộc của họ. Trong Đại Linh Thần Cung có một vị Đại Thánh Nhân. Đại Thánh Nhân. Diệp Huyên gật gù, còn lại là gì? Lão Lý, là Chiến Các, nằm trên Chiến Thần Sơn ở phía bắc tinh vực cổ thần. Nơi ấy cách chỗ này vô cùng xa, vì vậy tuy cùng thuộc về tinh vực cổ thần nhưng bọn họ căn bản sẽ không đến cổ thần thành, bởi vì đây là địa bàn của Đại Linh Thần Cung. Lão thoáng khựng lại, người Chiến Các cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên cười, đáng sợ thế nào? Lão Lý, bọn họ tôn thờ chiến đấu, rất thích gây sự,
chỉ cần không vừa ý nhau là lao vào đánh lộn. Lão nhìn Diệp Huyên, nếu Diệp Thiếu gặp phải họ thì tuyệt đối phải cẩn thận, đừng trêu chọc vào bọn họ. Rồi lão bỗng dưng im bặt. Đây là thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc cơ mà. Thiên Yêu Quốc có kém cạnh gì Chiến Các đâu. Lão Lý khẽ thi lễ, Diệp Thiếu, Thiên Yêu Quốc chắc chắn không sợ Chiến Các, nhưng người trong đó đều khó chịu vô cùng. Nếu gặp phải, thiếu chủ vẫn nên cẩn thận. Diệp Huyên cười, cảm ơn đã nhắc nhở. Hình 1. Giữa lúc trò chuyện, họ đã đến Cổ Thần Thành. Diệp Huyên bị cảnh tượng làm cho chấn động. Cổ Thần Thành sừng sững án ngữ giữa tinh không như một quan quái thú ngủ say. Đứng trước nó, bất kỳ ai cũng cảm thấy mình thật bé nhỏ. Trên không trung Cổ Thần Thành là một pho tượng cao hơn nghìn trượng, đúc hình một người đàn ông. Người này mặc áo bào trắng, tay phải chắp sau lưng, mắt lạnh lùng nhìn thẳng, như thể khắp đất trời chỉ là một bầy kiến cỏ. Diệp Huyên nhìn pho tượng, đây là... Lão Lý cười, Cổ Thành Thần. Nghe nói ông ấy là cường giả đầu tiên vượt qua thánh nhân ở tinh vực Cổ Thần. Thần. Diệp Huyên thì thầm, thành thánh thành thần này là họ tự phong hay người khác phong? Lão Lý cong môi, ta cũng không rõ. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta vào thôi. Hai người đi đến trước cổng thành, lại thấy một người đàn ông mặc giáp đứng đó. Lão Lý vội vàng đi đến đưa cho ông ta 20 viên vĩnh sinh thánh tinh. Người đàn ông gật đầu rồi ra hiệu cho họ vào. Được lão Lý dẫn vào rồi, Diệp Huyên hỏi, đại linh thần cung này chắc giàu lắm nhỉ? Lão Lý, không phải giàu bình thường đâu. Diệp Huyên phì cười rồi nhìn bốn phía. Cổ Thần Thành này thật sự rất sầm uất, cường giả cũng có vô số. Tuy chưa đến mức đăng thiên cảnh nhiều như chó chạy ngoài đồng, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Tùy tiện lựa một nhóm người, trong đó có ít nhất 2 đến 3 đăng thiên cảnh. Hư vô cảnh mới gọi là nhiều như lá mùa thu. Không hổ là tòa thành được mệnh danh trung tâm của vũ trụ hiện hữu. Có phải hắn cũng nên khiêm tốn một chút không? Lão Lý bỗng hỏi, Diệp Thiếu định đi nơi nào? Diệp Huyên đang định đáp thì nghe có tiếng ẩu đả truyền đến. Đánh nhau à? Hắn cau mày, ở đây mà cũng cho phép xô sát ư? Lão Lý cười, bình thường thì không. Nhưng cho dù có thì bên trên cũng không quan tâm, điều kiện tiên quyết là không gây ra động tĩnh quá lớn. Hơn nữa khi nhiều người giao đấu đều sẽ đi vào thời gian duy độ, không có mấy ai dám làm loạn giữa thành. Diệp Huyên gật đầu, đi xem. Hắn nhấc chân đi tới. Lão Lý vội vàng đuổi theo. Diệp Huyên không mất bao lâu đã đi đến trước một cửa hàng xa hoa, nơi có một cô gái đang đối mặt với mấy tên đàn ông. Vừa thấy cô gái, Diệp Huyên đã ngẩn ra. Đù má! Ở đây mà lại gặp được người quen. Lão Lý đứng bên hắn nhìn cửa hàng kia rồi nói, thần binh các. Cô nương này hẳn là bị lừa gạt. Diệp Huyên nhìn lão, vì sao lại nói vậy? Lão Lý lắc đầu, người vừa đến tinh vực cổ thần như cô nương này chính là miếng mồi ngon trong mắt những tên gian thương, mà nàng ta lại còn xinh đẹp đến vậy. E rằng nàng sắp tiêu tùng rồi. Lai lịch của thần binh các không hề nhỏ. Diệp Huyên nhìn cô gái, chỉ thấy nàng ta tuy bị một nhóm người vây quanh nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không chút hoảng loạn. Hắn bật cười, không có ý xen vào mà chỉ khoanh tay đứng hóng cuộc vui. Ở nơi xa là một lão già đang nhìn chòng chọc cô gái, cô nương làm hỏng thần vật của thần binh các, chẳng lẽ không cho một lời giải thích thỏa đáng. Cô gái, người thú vị thật, đã là thần vật mà cũng bị hỏng sao? Lão già lạnh lùng nói, mặc kệ thế nào, hôm nay cô nương phải giải thích rõ ràng cho thần binh các ta. Cô gái cong môi, người một hai muốn lừa được ta sao? Nói cho người biết, lai lịch của ta không đơn giản. Lão già nhìn nàng ta, thật à? Lão ta vung tay lên, gọi ba cường giả tuyệt trần cảnh xuất hiện sau lưng nàng ta. Cô gái bỗng bắn ánh mắt sang Diệp Huyên, người cứ đứng đó nhìn ta bị ức hiếp sao? Diệp Huyên câm nín, thì ra nàng ta đã phát hiện ra hắn rồi. Hắn bèn đi đến trước mặt nàng ta, cười nói, không ngờ lại gặp cô ở đây. Người con gái này không phải ai khác, chính là Đạo Nhất. Đạo Nhất. Diệp Huyên thật sự không ngờ lại gặp nàng ta ở nơi này. Đạo Nhất nhìn hắn, nếu ta nói đến đây tìm ngươi thì ngươi tin không? Diệp Huyên lắc đầu, không. Đạo Nhất phì cười.
Đang muốn mở miệng thì lão già bên kia bỗng hỏi, các hạ muốn xen vào sao? Diệp Huyên cười với lão ta là người biết phải trái. Vừa nãy ông nói bạn của ta làm hỏng thần vật của thần binh các, không biết đó là món gì. Lão già lạnh nhạt nói, thế nào? Ngươi muốn bồi thường? Diệp Huyên nghiêm túc nói, tất nhiên, làm hỏng thì bồi thường là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà, đúng không? Lão già vươn tay ra, bên trên là một đụn những mảnh vụn trông như xuất phát từ một bình hoa. Lão già, đây là bình thần thượng cổ, trị giá 100.000 viên vĩnh sinh thánh tinh. Thấy người biết điều nên ta sẽ bất lại, người bồi thường 90.000 viên là được. 90.000 viên vĩnh sinh thánh tinh. Những người khác nghe vậy thì liên tục lắc đầu. Thứ ấy còn không đáng giá lấy một viên, căn bản là đang lừa bịp. Nhưng không một ai lên tiếng, bởi Diệp Huyên và cô gái kia rõ ràng là người từ bên ngoài. Diệp Huyên nhìn cái bình thần thượng cổ kia, thành thật nói, đúng là đồ tốt. Sau đó hắn nhìn đạo nhất, cô nữa, sao lại bất cẩn làm vỡ thứ quý giá như vậy hả? Đạo nhất trợn mắt, thì sao? Diệp Huyên nói với lão già, ta thấy chỉ 90.000 viên vĩnh sinh thánh tinh vẫn còn quá ít. Thế này đi, ta gán cho ông một vật tương tự có được không? Lão già, vật gì? Diệp Huyên chỉ đưa tay ra, để linh sơ xuất hiện. Suối nguồn cấp thần. Có người lập tức kêu lên. Những người khác lập tức biến sắc. Suối nguồn cấp thần. Thiếu niên này có trong tay một suối nguồn cấp thần. Bọn họ hoảng sợ nhìn hắn. Đại nhân vật từ nơi nào đến thế này? Lão già đứng trước mặt Diệp Huyên cũng biến sắc. Trên người có suối nguồn cấp thần. Mẹ ơi, điên rồi hay sao? Diệp Huyên cười với lão, đến đây, ta bồi thường ông. Hắn đưa linh sơ đến. Mặt lão già trắng bệch, trần trừ một hồi rồi thi lễ, công tử, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm. Hình 1. Diệp Huyên chớp mắt, hiểu lầm là thế nào? Bạn của ta làm về bình thần thượng cổ của ông, chúng ta bồi thường là hiển nhiên. Nếu ông thấy suối nguồn cấp thần này chưa đủ cũng không sao, ta sẽ gọi người trong nhà đến đưa thêm vài cái. Gọi người nhà đưa thêm vài cái. Những người còn lại hít hà một phen. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 157.